Cắt kìa. Ẩm đài ngay chính ngay cái ngã ba này là bà con đồn đại tới đúng ngay cái giấc này là xuất hiện một con ma mà áo bà ba đi qua đi lại nhát người ta hoài, làm cho bà con cô bác không ai dám đi ngang qua ngã ba này, muốn về nhà phải đi vòng vòng chỗ tiên xịt khói luôn, ghê quá. Ớn thiệt, kể chuyện ma xịt khói. Bởi vậy ngày hôm nay nhất định mình phải bước ra ngay cái ngã ba này, bước ngay ra cái ngã ba này, bắt cho bằng được con ma mà áo bà ba, cho nó đứng ra nhảy cha 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 và hát sa la 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 mới được. Đâu phải giỡn với tôi được. Mà đi là chú Tư là hả? Sao đi ngủ ông Tư nữa hồi nãy giờ không? Chú Tư! Chú đang đâu rồi? Chú Tư! Ui! Chú làm cái gì vậy? Cái gì? Sao mày đi bắt ma mà mày đi ban đêm? Chú đi ban nào? Ban ngày đi, đi ban đêm tao sợ ma lắm. Trời ơi! Chú Tư giỡn chơi hoài, đi ban ngày sao có ma, ban đêm mới có ma. Còn nói chú Tư nghe. Nhưng mà nè, tao sợ. Không có gì sợ, còn nói chú nè. Ngay chính xác ngay ngã ba này nè, đúng ngay cái giấc này xuất hiện con ma mà áo bà ba. Bởi vậy ngày hôm nay con mới rủ chú đi ra đây bắt cho bằng được con ma này mới được. Không có được, bắt ma là phải có thầy. Không có thầy, mày không có thầy ấn sao mày bắt ma được. Thầy bài chú ơi, con nói chú nghe nè, ma không có thiệt trên đời. Ma có thiệt? Không. Có thiệt? Không có thiệt mà. Mày đừng có cãi tao, tao lớn hơn mày sao tao biết. Mày nói chú nghe, không có thiệt trên đời. Có, tao nói có là có mà, ngay chỗ chợ mình đây nè. Chợ gì? Nó mới mở cái phòng tập gym đó, trong đó có ma đó. Phòng tập, tập cái gì? Phòng tập gym. Gym gì? Mấy thằng thanh niên ở xóm mình hay đi tập cho bự đó. Phòng tập gym bự. Cái gì vậy? Không. Cái gì? Tập cái gì? À, cơ bắp đó hả? Phòng tập. Trời ơi, cái đó là chú nói tiếng nước ngoài không có chuẩn rồi. Cái đó, cái phòng nó tập đó người ta không phải là kêu phòng tập gym. Cái phòng đó phát âm chuẩn tiếng nước ngoài là phòng tập dư. Cái gì? Phòng tập dư. Thôi dẹp đi. À, cái gì vậy? Sao vậy? Nói tiếng nước ngoài mất vệ sinh. Chứ sao vậy? Người Việt dưới mẹ nó tiếng Việt hay phòng tập tạ cho rồi, phòng tập dư, mày nói mày liếm hết vô cái đó lát hồi ai hát. Phát âm chuẩn tiếng nước ngoài nó khó lắm. Chuẩn gì? Nhưng mà tao nói ở đó có ma đó. Cái gì ghê chú gặp chỗ đó hả? Trời ơi, bữa đó 10 giờ rưỡi, cách đây 10 rưỡi bữa hôm kia. Là tao đi ngang ở đó. Sao? Tao đang đi ngang xong tao nghe ở trong đó phát ra tiếng động ầm ầm cạch cạch. Đi ngang qua chỗ nghe ầm ầm cạch cạch. Ờ. Chú chi lộn á. Chú đi ngang qua chỗ mà nghe ầm ầm cạch cạch, nhiều khi cái đó không phải là phòng tập gym đâu. Nghe ầm ầm cạch cạch, nhiều khi đó là khách sạn á. Trẻ trâu mà ngu. Ầm cạch cạch không là phòng tập gym, còn khi nào mà ầm ầm cạch cạch, ô về mới khách sạn. Trời trời. Vậy chú nói không được nữa hả? Mà sao ghê trời, chú gặp nó hả? Tao cũng nghe, tao đi ngang đó, tao nghe xong rồi bắt đầu tao càng tò mò chừng nào đó, thì mới càng sợ chừng nào, càng tò mò chừng nấy. Bắt đầu tao mới đi lên tao rình. Tao rình tao mở cái cửa vô. Mở cửa vô tao thấy một bóng người mày. Thấy có một giò thôi mà chạy thể dục. Tập thể dục. Chép. Trời ơi. Má cà tưng. Má cà tưng. Không biết nữa, tao sợ quá tao kêu. Nó nghe tiếng tao kêu nó quay qua. Nó quay qua cái bắt đầu nó tập bụng mày. Nó gặp bụng, gặp sao? Bụng. Tao gặp bụng mà sao không dính dáng cái bụng vậy? Ờ, ai biết đâu. Xong rồi tao sợ quá, tao sợ quá. Bắt đầu tao bỏ tao chạy. Cái nó kêu, tư, tư, tư. Trời ơi, biết tên chú luôn. Ừ. Cái gì ghê vậy? Chú gặp hồi nào? Mới tối hôm kia. Tối hôm kia, dứt 10 rưỡi. Ờ. Có cái vụ con biết rồi. Trời, con biết cái vụ này rồi. Cái này, vụ này là... Cái vụ này xảy ra xong là qua ngày hôm sau là ông Sáu về kể ông nghe là bây giờ ông giận chú lắm luôn. Mắc mới giận tao. Chú không biết hết ngày hôm đó là ngày đâu mà chú đi nghe ông nghe mầm cạch cạch đó là ngày hôm đó là ông Sáu ông bị chặt cái giò. Ông đi bình thường không được, ông mới đi cài thọt vậy nè. Đó xong ông đang đi lao 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 ngay cái chỗ mà ngay cái phòng chạy cái máy chạy bộ đang quát quét quét vậy vô tình quẹt ngay cái công tắc mà nó mở thì nó bị trượt xuống cái ông quế ông tắt. À, đúng rồi. Ông quế ông tắt quá trời, tắt được vô tình té. Đúng y chang vậy. Nó bỏ nó chạy. Rồi chú lạnh lùng chú bỏ chạy đi. Bởi vậy giờ ổng giận chú lắm luôn. Giận tao lắm hả? Ổng giận chú lắm luôn rồi. Trời ơi bạn mình té rồi bỏ chạy đi vậy. Trời ơi trời. Tao đâu biết, tao tưởng ma. Ma gì ma, ổng bị giận. Hèn gì qua ngày hôm sau tao đi chợ tao gặp ổng, tao hỏi Sáu, hẹn ổng Sáu. Ổng kêu mày khốn nạn. Trời ơi lạnh lùng nói vậy luôn hả?
Bởi vậy ông chú tự chú suy nghĩ ra, tự chú làm tình bạn sức mẻ. Không con ơi, nhưng đâu. Mà có ma mà. Không, tao nói có ma. Không có ma mà chú ơi. Có. Không. Hồi xưa kìa, hồi trẻ như mày là tao đã đi bắt ma rồi. Hồi xưa em đi bắt ma luôn hả? Hồi xưa khu mình đấy chưa phát triển, có cây đa ở đây nè, người ta đồn có ma, tao đi bắt cái. Chú dám bắt ma hồi xưa luôn. Ừ, mà ma hồi xưa mấy bà già kể ghê lắm. Ồ, mấy ma hồi xưa ghê lắm. Tóc dài, mắt dài, mũi dài, miệng dài, le lử dài. Chú có con ma nào ấy dài? Cái gì? Ấy dài. Quấn. Tổ bà mày, cái đó cần gì ma, mấy bà già trong xóm mình thiếu mẹ gì? Trời ơi. Trời ơi. Có luôn hả? Tao trung tâm nghiên cứu mà. Mà sao? Chú dám bắt luôn. Trời ơi. Cái... Tao ra đó từ, mày biết hồi đó cây đa đó ngang, tao ra đó từ hồi 12 giờ trưa, tao ngồi tới 6 giờ chiều, không thấy một con ma nè. Cái đó ban ngày, sao có ma xuống canh bắt ban ngày? Thì bởi vậy tao mới đói bụng, tao ăn cơm, bán cơm tắm ngay chỗ đó luôn, tao ăn cơm tắm xong, tao leo lên trên võng tao nằm, xong tao ngủ quên. Rồi sao? Ngủ quên xong 10 rưỡi á. 10 rưỡi nữa hả? 10 rưỡi, cũng 10 rưỡi luôn. Sao? Tự nhiên tao thấy một bóng người tới khèo cái chân tao, xuống đi trả cho tôi đi. Xuống trả cho tôi đây. Mà đó cái tội là chú đi bà đặt bắt người ta, bây giờ người ta xuất hiện là nhát chú đó. Tao không biết, nghe cái chỉ nghe kêu là xuống đi, xuống trả cho tôi đi, trả tiền dĩa cơm tắm đi cho tôi dọn hàng tôi gì à. Chú kỳ quá, chú bắt đầu giỡn mà tự nhiên chú ăn cơm người ta không trả, bây giờ bà ra bà đòi, đúng rồi chứ mà. Ăn xong quên, ngủ quên mà. Không, tự chú nhát, chú làm chú con làm cuốn theo, tưởng đâu có ma có thiệt, con ma đâu có thiệt đâu, thấy không? Tự chú nhát chú nhưng không mà, à. Tao nói ma có thiệt mà. Không mà chú ơi. Có, tao mới sợ chứ. Trời không có. Có, bây giờ tao nói thiệt mày nghe, ma nó có hù người ta bình thường mà, nó xuất hiện ở đó, nó hù, nó nhập thẳng vô người luôn. Rồi nhập thẳng vô xác luôn hả? À, ở gần nhà tao nè, con thằng Chín nó chơi. Con chín hả? Thằng đó 7-8 tuổi gì đó. Ghê vậy? Trời ơi, có bữa đó nghe, tự nhiên tao nghe hai cha con nó la sùm. Thằng con cứ đi theo thằng cha cứ trả mạng cho con, trả mạng cho con đây, trả mạng cho con. Cái nó bị nhập ở đây, không biết rằng cái này cũng như là kiếp trước là ba nó có ân quán gì với người ta, xong kiếp này á người ta mới nhập vô xác của con, bảo rồi đòi mạng. Không biết, nhưng mà tao nói mày nghe, thằng Chín nó không làm thầy mà nó hay lắm nghe. Nó phán một câu hả, cái hồn xuất ra liền. Sao chú? Thằng con cứ đi theo, trả mạng cho con, trả mạng cho con. Thằng Chín nó mới nói, đi ngủ đi, tao cắt mạng rồi. Giờ này mà còn chơi game. Cắt mạng gì? Mạng gì? Internet. Hai chú ơi! Chú thiệt tình, chú làm con cuốn theo chú, cuối cùng nó chơi game, nó cắt mạng, tưởng nó là ma nhập xác gì, thấy ghê hồn quá. Nó là ma không có thiệt trên đời. Tao nói cho mày sợ mà, sao mày không sợ? Có sợ mà. Bây giờ con cũng nghiên cứu kỹ về mấy vụ lắm rồi. Bây giờ vậy nè, nếu mà xuất hiện con ma mà áo bà ba là mình có một cái tuyệt chiêu, là mình có nước tiểu đồng tử, mình bắn vô người nó một cái là nó hồn phiêu phách tán, không có sợ nữa. Chắc không? Thiệt, con chiêu chú chuẩn bị nước tiểu đồng tử có chưa? Nước tiểu đồng tử. Đây. Rồi. Có đây. À. Dữ ta. Mày cũng ít có ác lắm. Ác gì chú? Xin cái gì không xin, đi xin nước tiểu đồng tử. Phải xin nó chứ. Ở trong xóm mình sao nó đẻ toàn con gái không? Con mình, con thằng Chính là con trai. Rồi sao? Mà nó xây lầu, 5 lầu vậy đó. Rồi à, sao nữa? Xong tao ngồi ở dưới tao canh. Tao nói chừng nào con mắc tiểu kêu chú ngang. À, tao ngồi canh 3 tiếng đồng hồ. Con vợ chạy từ trên lầu chạy xuống nói, chú ơi con mắc tiểu, tao chạy lên tới lầu 5 nó tiểu rồi. Đi bộ xuống mệt chết. Cũng khổ dữ ha, chảy da chóc giải mà. Được nhiêu đây là cũng dữ lắm, là chú khỏe lắm rồi đó. Thì chạy lên chạy xuống rồi. Cái này cho con hỏi ngày sản xuất. Mới trưa. Mới trưa luôn hả? Hạn sử dụng. Múc chỉ. Ồ, múc chỉ cà tha luôn hả? Nhà sản xuất, người sản xuất. Một tí hay một tèo? Này cũng một tí hay một tèo? Ủa? Phải biết cái đó mới được, phải rõ ràng chứ. Cái này của con tí hay tèo? Của tao á. Mày làm gì vậy? Ôi, gì? Chú! Sao mặt mày có vẻ không tin vậy? Chú đồng tử. Ủa thì từ nhỏ tới lớn tao chưa đụng tới phụ nữ là tao đồng tử rồi. Không trời, được không vậy? Ổn không? Yên tâm. Ổn. Được phải không? Tao lọc kỹ lắm rồi, tao lượt hết rồi. Chú lọc chú lượt gì vậy? Đường. Chi? Tao bị tiểu đường mà.
tổ bà mày mày sinh tao mà tao người tao quéo mà không có nước đây mà lấy được chừng này nước mày biết lấy ba lần rồi chứ bổ ích à. Trời ơi trời. Ổn không? Mày ăn mày cứ dục hoài. Hết thồn từ hết thồn nó hụt thồn. Rồi được rồi. Yên tâm rồi đó. Giờ nè, chú giữ đi. Thôi mày giữ đi. Ủa, chú giữ đi. Mày giữ đi. Chú giữ đi sao xài được cái đó xài giờ nói chú nghe nè. Ngày hôm nay là con rủ chú ra đây là bắt nè, cho thôi, bằng. Mày giữ mày bắt đi. Chú giữ đi của chú mà giờ con đâu có túi đâu. Giờ nói nghe nè, chú ra đây. Rồi đó, con rủ chú ra bắt cho bằng được mà áo bà ba này biết sao không? À. Con đi ra đây cái vía con nó nặng lắm, ma nó không dám nhát. Có chú vía nhẹ nên chú xuất hiện cái lần ma nó nhát rồi. Đó, bởi vậy giờ ngày hôm nay con kêu chú ra chú là mồi nhử ma. Mồi nhử ma cho nó ra nó nhát chú không bắt. Phải này đúng không? Đó, hai chú cháu mình phối hợp với nhau. Mày khốn nạn quá. Cái gì nữa vậy? Mày kêu tao ra đây làm mồi để cho mày nhử nữa hả? Nhử con ma ra, tại vì con ma... Tao sợ ma, tao bị tim nữa đó. Không phải, tại vì dí con nặng quá, nó không có nhát của chú. Chú nó dí nhẹ nó nhát chú. Được, mày ác vừa vừa cho mày ác dữ vậy. Trời ác gì đâu, chú ra chú nhử đi, chú vừa ra xuất hiện luôn, dớp nó liền. Được, có con đây mà sợ gì? Bây giờ đi về cũng không được, mà đứng đây cũng không xong. Thì đó, bây giờ thì làm này đi, rồi xong rồi về. Nhớ bắt cho được cái mày. Rồi nhử nó đi. Nó vừa xuất hiện không dớp nó liền. Ma ơi. Hả? Ma ma. Trời. Ra đi con. Ma ơi. Gì chú? Hả? Chú nhử ma mà sao chú không có tâm gì chú nhử vậy sao ra nó nhát. Chú nhử sao? Tao đâu có hồi giờ tao có nhử ma đâu. Chú nhử là chú phải có một cái gì đó đặc sắc hay là một cái gì đó nó hay. Nó quyến rũ con ma, ví dụ quyến rũ con ma thì con ma nó mới nhát chú được chứ. Quyến rũ bà nội mày. Gì vậy? Mày nhìn ở trên người tao có gì quyến rũ? Hả? Thì... Rồi tao quyến rũ, tao làm cái bộ cốt á hả? Nó nhìn tao, nó tưởng cái bộ cốt của nó nhào vô, nó hốt tao hả? Không phải, chú quyến rũ được. Chú làm quyến rũ ma là ma nó ra nhát chú à. Con người tao có gì đâu quyến rũ, sao nãy mày không nhờ con giác tiên nó quyến rũ? Trời ơi, mà giác tiên quyến rũ khác. Khác. Chú quyến rũ này. Chú làm được, có con này mà. Thiệt. Chắc không? Thiệt. Quyến rũ đi. Hồi xưa ma giờ không thiệt. Bước nhỡ ma, bây giờ nhữ ma nữa. Ma ma. Trời. Ma 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 ma. Ma 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 ma. Trời quyến rũ đi. Ma 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 ma. Ma 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 ma. Bài này con biết ma, ma, nhảy luôn đồ 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 đồ. No, no, no limit. No, 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 no. Ủa gì? Gì vậy? Sao mày vậy? Sao mày không bắt nó đi? Bắt ai? Nó ra rồi. Con ma hả? Ủa mày ngây thơ vậy? Mày kêu tao nhử ma thì ma nó ra chứ ông nội mày ra hả? Nó đâu có thấy nó đâu. Trời ơi! Mày nhảy làm cái gì? Mày phải tập trung vô tao để mày nhìn thấy con ma. Nó ra nó còn nựng tao rồi nó còn mần trái tim nữa nè. Có luôn hả trời? Có mà. Lo thấy chú nhảy nhảy sung quá nhảy minh họa cho chú. Ai biểu mày nhảy? Để vũ đoàn nó nhảy. Ai biết đâu thì. Nhưng mà nó ra chú không chịu báo cái tín hiệu thì con biết gì hết. Tao vừa thấy nó là tao quéo cò rồi. Tao đã ra tín hiệu đâu, dám nói ma kìa. Tao còn la lên, ma mà ma 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 mày kìa đó. Mày phải để ý tao chứ. Trời có hả, không để ý trời. Ôi, lại, giữ lại, không thấy. Mày phải tập trung vô tao nè. Rồi. Cuối cùng tao cũng có sức quyến rũ quá. Vừa làm cái nó ra liền mày. Đó chứ chưa, được mà. Ghê đủ. Thật. Rủ lại đi nào. Bằng lại vô thế lại nữa nhớ bắt nha con. Rồi ra là con dớp liền. Bam 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 ba 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 ba. Ủa đổi bài hả? Bài gì? Bài Billion gì đó. Billion được. Ba 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 ba. Không phải hát Billion là hát vậy nè. Ba 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 ba. Nó xịt nữa.
Hát bác vậy, hát tao ra tao nhát nó, mày mà chỉ tao quýnh chết. Bà đậu mày cái bà ná hoài. Gì nó vậy? Nó ra rồi kìa. Nó ra rồi. Nó đâu có thấy đâu. Tao đã nói mày đừng có nhảy rồi mà. Ai biết đâu. Thấy chú hát sai lời con mới chỉnh lời lại cho chú. Tao đâu có cần. Ra nào thấy đâu trời. Trời ơi, nó ra mà nó còn chỉ vô mặt tao. Từ xưa tới giờ chưa ai chửi tao nặng như nó. Làm gì? Tao đang nhát mà nó, mày mà chỉ tao quýnh chết mọi mày. Trời ơi. Mày có con ma mất dạy. Con ma nó hồn chứ gì trời. Trời ơi trời. Có luôn hả? Nó mới ra mà. Sao không đi, cái lo. Lại một lần nữa đi. Lại một lần nữa. Lần nữa để với chú hỏi, được. Một lần hoài. Một lần cuối cùng hỏi thì bây giờ con nói nè. Giờ con ma nó vừa xuất hiện một cái nha. Con ma bảo bà ba là gì? Xuất hiện cái là con bắt nó ra nhảy cha 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 và hát sa la 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 liền chứ đừng có giỡn với con. Thiệt nó vừa xuất hiện thôi. À. Làm nó vừa... Wow. Ba mà ba vừa xuất hiện là con bắt nó cầm cái cà. Nó cao giọng cổ. Nó giọng cái cà. Nó chồng cái mũi. Sao tôi không thấy nó vậy trời? Đi bắt ma tao cũng chưa có thấy cái này. Mày sợ nó mày cấm khẩu luôn rồi hả? Mày nói tao không có hiểu gì hết. Lát nữa mày ra tao có hỗ trợ gì không? Không có cái này rồi nhưng mà có hỗ trợ gì không? Không, ý là tao không hiểu. Mày lắc lắc là tao biết là tao quyến rũ rồi. Nhưng mà tao có hỗ trợ gì phần sau không á? Thôi mày nói đi mày ơi. Nhanh đi. Thì giờ chú quyến rũ thôi là ma nó xuất hiện cái gì? Ma xuất hiện nè. Rồi xuất hiện đây nè, chú quyến rũ là con ngậm một họng rồi. Ra con phun nó liền. Ê! Ngậm một họng. Uống rồi. Mày nuốt rồi hả? Nuốt rồi. Ê, nói nghe nè, mùi vị như thế nào? Trời ơi! Tao là nhà sản xuất chứ tao chưa biết mùi. Chất lượng cao không? Mùi vị thật là xì tú bịt. Cái mùi như cái bình ắc quy á. Cái mùi này là cái thức uống không hay giải khát không? Chú nhụ vụ nói chuyện kia vậy con đang ngậm. Cái này đâu phải cái thứ để giải khát, cái này để giải ra chứ đâu có giải khát.
Mới vậy mới đang nói chuyện rồi, đang ngậm chú. Thôi biết rồi, biết rồi. Giờ nhử đi. Tao phải hỏi cho chắc ăn chứ, tao có làm phụ mày cái gì. Đó, bây giờ nhiệm vụ là vậy thôi, là ra là xử lý cho. Ê, ê, nói nghe nè. Ừ. Nhớ ra là con nhớ nhắm phun vô nó, đừng phun vô chú. Mày phun vô tao là nó hốt tao với mày đi. Mày phải phun vô nó, mà hai chú cháu mình mới hốt được nó. Đúng không? Ê, 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 cái này rất quý nha. Cái này rất quý, đừng có phun bậy. Ý là chú nói là vậy, đúng không? Là sao? Thôi mày ơi, mày giỡn giỡn hoài, tao không có tin mày được rồi. Mày thề đi. Tao đã nói đừng có phun bậy mà. Thề đi. Thề đi tao mới tin. Thề đi. Thề đi mày ơi. Ngậm một họng nước sao thề. Ờ. Uống. Đại ơi. Lại uống nữa rồi. Mày quay qua mày đổ thừa tao, tao tán mày bờ tai liền nha. Cái này là mày uống ghiền chứ không phải do trời tao ơi. Nha. Tao không ép mày uống á mày. Tao biểu mày thề, mày chỉ cần giơ tay lên mày thề thôi, ai biểu mày nói chi. Trời ơi, uống hoài. Uống ghiền. Thôi nhử đi. Mai mốt cứ canh tuần lễ là tao cho mày một chai. Ôi chú ơi. Chú nhử đi. Nhử, nhử, nhử. Thôi ông dám nó luôn á thiệt. Núp được. Mày ra đi con, mày tiêu mày với tao rồi. Mà. Mày ra đây. Mà. Mày ra đi. Ê, nó ra. Ừ. Nó ra rồi. Bây giờ tao quyến rũ quá rồi, nó ra đâu. Nó ra rồi. Cái gì vậy? Nước cực quá. Trời ơi, uống nước đi, uống nước đi. Con trai bảy còn con gái chết. Lên. Nó ra rồi. Sao vẫn còn? Cái gì mày uống bao nhiêu ngụm? 9 ngụm. Uống 7 ngụm thôi, con trai mà. Nhanh lên. Ra tới rồi nè. Hết rồi. Giặt bé con. Mày tiêu mày với tao rồi. Mày thổi hơi làm cái gì? Phun đi. Uống tới. Mày cho biết. Cho biết. Nhà máy giải tỏa rồi. Để con giúp cho. Khỏi. Nó giải tỏa rồi. Rước thẳng vô người nó đi. Rứa ông nội mày, cái Romine hư luôn rồi. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Trả mạng cho tao. Trả đi. Tao chỉ cho chơi trò này vui lắm nè. Chơi cái gì nữa? Trời ơi, hết rồi. Chơi cái gì? Trò lột da đầu. Đừng. Ui. Chú Tư, anh Đạt. Trời ơi, thằng quỷ Khả Sơn mày. Mày hùng hả mày? Mày làm cái gì vậy? Mày chơi gì vậy? Hả? À, mày làm gì mày nhát ma tao với nó? Con canh chú Tư Đạt từ chiều giờ luôn á. Sao canh mày chơi mày nhát ma tao chú Tư mày chơi gì phải hả mày? Tại sao vậy? Thì ra là con ma máu bà ba hổm ngày vòng vòng đây là mày hả? Tại sao giờ mày nhát bà con làm bà mày con đây. Qua con này? Bữa đây. Mày tại sao mày đi nhát bà con mình? Mày hả mày? Con có lý do riêng mà tại chú Tư với Đạt không biết thôi. Lý do gì? Tại con vợ con hết á. Giờ mày gì? Suốt ngày á cái mê cà phê Hàn Quốc. Rồi thấy mấy thằng Hàn Quốc trắng trẻo đẹp trai cái nó chê con. Nó nói con làm ruộng đen đuốc. Coi tức không? Con mới nổi máu đàn ông con lên. Đúng rồi, con là đàn ông mà. Đàn ông lên. Con phải hành xử như một thằng đàn ông. Đúng như vậy. Mua kem trộn vậy con sức. Trời ơi. Mà chú Tư ơi, kem quỷ gì á, sức đâu trắng đâu chưa thấy. Thấy nó ngứa nó rác rồi nổi cục lên vậy nè. Con có dám ra ngoài ban ngày đâu. Con canh phi con mới ra. Rồi bà con mới hiểu nhầm vậy á. Trời đất ơi, mày chiều vợ, mày cũng chiều vừa chứ. Hả? Rồi còn mua kem á, mày cứ nghe lời người ta dụ. Hả? Mua kem mà 50 ngàn một hạt. Kem nào mà trắng cho mày? Nó nổi ghẻ lên là đúng rồi. Cho mày. Từ nay trở đi đừng cho vợ mày coi phim Hàn Quốc nữa, cho coi phim Ấn Độ đi. Ủa sao Ấn Độ chi chú? Ấn Độ cái da nó nâu nâu như mình, khỏi mất công sức kem. Ờ, phim Ấn Độ đi. Mà với lại coi phim Ấn Độ nó đi lâu nữa, nó được lâu nữa. Lâu là sao chú? Coi mới đẻ ra là bắt đầu nó chiếu nè. À. Bắt đầu làm thượng thọ lần nhất nó cũng còn chiếu nè. Trời ơi. Thượng thọ lần thứ hai 90 nó cũng còn chiếu nè. Trời ơi. Đó, Động Quang cũng chiếu, Hạ Rộng cũng chiếu, Mở Cửa Mã chiếu, Mãn Tang 3 năm vẫn còn phim. Trời ơi. Phim gì vậy? Cô Dâu 8 Tuổi đó. Trời ơi. Trời ơi trời.
Có phim đó luôn hả cậu? Coi tới tám mấy tuổi vẫn còn phim. Trời ơi trời. Bởi vậy mày á, bây giờ phải đi đồn lại bà con cô bác rồi. Bây giờ không có ma ba mày không à. Bây giờ về đi xin lỗi bà con đi. Cái gì vậy? Ổn chú. Làm gì không ổn? Bây giờ biết nó là không phải là ma rồi, ổn rồi. Chuyện này không ổn hơn nữa. Chuyện gì? Tự nhiên cái bụng con nó chột chột quá, không biết ăn uống bậy bạ gì chột quá. Có sao không? Ai biết chột chột cái bụng mà nó quặn quặn biết bị gì. Ê, hả? Tao nghĩ ăn không có bậy đâu, uống mới bậy á. Uống gì bậy trời. Wow, uống hết nhiều chai luôn ha. Ừ. Mạnh. Không nhưng mà ổn mà, chú lượt hết rồi, ổn, không có sao đâu. Đúng rồi, tao lượt đường thôi chứ sạn tao chưa có lượt. Trời ơi! Tao bị sạn thận. Trời ơi trời! Đi, dắt vô sạn thả liền. Vô trạm xá đi. Trời ơi mày, trời ơi, khổ, đi. Thiệt là khổ. Đi liền, tưởng tay đi. Con ma không rồi. Ôi trời ơi! Xin cảm ơn tất cả quý vị, các chị và các bạn rất là nhiều. Và rất là vui ngày hôm nay Linh đến cùng Hứa Minh Đạt, Khả Sơn. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Xin phép ban tổ chức cảm ơn anh Phương Tường đã tổ chức chương trình này. Và nhân cái chương trình này, Linh xin gửi đến ủng hộ cho bà con của phường một hai căn nhà. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị, chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn. Xui ơi, Xui à, Xui ơi, con nè thầy. Con đi gần gần thầy, thầy nghe ớn quá con ơi. Thầy mà còn sợ ma hả? Thầy không có sợ ma mà sao tới mây nó bay dữ rồi mày. Con đâu? Con đây. Đâu? Con đây nè. Giơ tay lên coi. Nè. Đâu? Ở đây nè trời. Bên nào đâu mày ra đây mày đi một mình lãng quảng ma nó bắt hả con? Đây nè. Đâu? Còn ở đây. Mã không à? Đây nè. Chỗ nào? Mày làm tao ớn mày. Đây nè. Chỗ nào? Trời ơi, sao con làm thầy giật mình vậy? Giật mình cái gì? Thầy kêu thầy không sợ ma mà thầy giật mình. Thầy không có sợ ma mà sợ mày. Có gì đâu mà sợ con. Trời đất ơi, khói bay mà thấy nước không vậy con? Của ai vậy? Nước của thầy đó. Giờ này mà đi xả lũ. Tự nhiên sao bị quýu bậy vậy ta? Tự nhiên thì kêu con vô trong nghĩa địa này chi vậy? Con ra đây thầy nói nghe. Nghĩa địa thấy ớn thiệt vậy. Thấy ớn sao vô đây chi? Tại mày không? Sao? Con muốn hết xui thì con phải ra đây. Còn cái mã nào con nhỏ nào nó chết nó còn nguyên, tâm sự với nó con mới hết xui. Cả đống mã biết con nào còn nguyên. Nhưng mà thầy biết. À thầy thử hết luôn rồi đó hả? Thử gì mày? Chứ sao? Nhìn biết. À rồi bây giờ vậy sao đứng đây thầy làm sao con làm theo thầy vậy? Dạ đứng ngay ra đi. Thầy có cái đó thầy rút, con rút cái gì thì mày làm cái vỏ đi. Mày khó thiệt ta. Vô. Sao thầy lớn tuổi mà thẳng tưng mà con nó sụi lơ vậy nè? Thì con tìm cách làm sao cho nó cứng lên. Rồi vậy đi. Ừ đó vậy. Khổ đi. Hai tay mới được. Thiên lên lên. Thiên. Nghĩ mày. Cái gì vậy? Mày làm thầy luôn đi. Sao? Người ta nói thiên lên lên mày làm mày hú như ma vậy. Thôi thầy nóng quá thì làm đi. Không biết thì phải chỉ người ta. Làm theo thầy tự nhiên. Trời ơi bộ con đưa cho thầy làm. Thầy lấy tiền cho bộ thầy làm công quả. Sao mà thầy rần rần vậy? Thì lấy tiền phải ba chỉ vàng cho bộ ít à. Phải giá trị của nó chứ tự nhiên mày làm vậy sao có lên được. Gì? Lèm bèm gì? Lèm bèm xong lèm bèm. Mày làm cho tao ăn tiền mày sướng lắm vậy? Ồ, bộ ai ăn tiền cũng cực chứ sướng vậy? Tại lá xô của mày tao mới vậy lấy mày. Lá xô của tôi kệ chứ bên nụ cười mới nó trả tiền cho bộ tôi à. Tôi cũng làm mướn cho bộ. Làm mướn mày nhiều. Nhiều ở đâu? Sao biết nhiều?
Nhiều mà ông ăn ba chỉ mà ông kêu nhiều. Ba chỉ không bằng gốc của mày nữa. Thì tôi làm tới 2 tiếng ông mới ra mà. Ông rần rần sao với tôi sao được. Chứ mẹ không làm 2 tiếng ai coi. Thì bởi vậy mới lấy tiền nhiều hơn ông cũng la nữa. La hồi nào? Đó nãy giờ nè. Tao nói nhẹ nhàng la hồi nào? Nãy giờ mày nhẹ nhàng. Chị la cái đứa vậy đấy đó. Khó khăn. Ủa, cái gì đúng rồi thôi chứ có. Giờ mày để tao nói không? Nói đi. Tao sắp vô phép mà cứ nói lèm bèm hoài. Mày đưa lên mày. Mẹ, thì tao phải dạy chứ. Ăn ba chỉ cho bộ. Mày không nổi, tao dám dạy mày à. Vô. Vô. Thiên linh linh. Thiên linh linh. Địa linh linh. Địa vũ linh. Mày điên đó làm chi? Đẹp, ổng đẹp. Thổ linh linh. Địa rồi còn thổ gì nữa? Tao thích. Thổ linh linh. Đất linh linh. Trời ơi, nó dư quá trời dư vậy. Đất linh linh. Trời này khỏi đó, vậy là mày xích ra. À, vậy đó. Bắt đầu. Bắt đầu. Vô. Dạy người ta mà múa nhanh như quỷ vậy mà ai đu cho lợi âm. Thì tao múa sao mày phải coi chứ. Coi sao kịp mà coi. Ăn ba chỉ vàng mà làm như cướp vậy à. Sao nãy giờ mày cứ nói ba chỉ hoài mày. Ủa thì chả ba chỉ nói ba chữ. Nhanh như quỷ à. Bộ quỷ nhanh lắm sao. Cầm mày... lên. Nhanh quá mà. Thì tao từ từ. Từ từ chậm chậm lại thôi. Làm mà nhanh quá ai học cho kịp à. Ai biểu ham trả cho cố rồi sức khỏe yếu. Ủa kệ tôi. Không chạy tiền đâu trả cho ông ba chỉ. Ê sao mày nhắc cái ba chỉ hoài mày. Ăn của tôi không dễ đâu nè. Trời ơi tôi cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt cho bộ tôi ăn không hả. Thiệt tao hối hận thiệt á. Hối hận lát vô đừng lãnh lương. Coi như công quả được rồi. Tao nói thiệt mà tao lấy ba chỉ vợ tao nó dứt hết nửa phân nửa rồi. Còn cái chuyện đó vợ chồng thầy ăn chứ bộ tôi nhào vô tôi ăn của thầy cho thầy nói. Tao nói thiệt mà tao đủ ba chỉ tao trả lời mày rồi. Không mấy tao trả mình chỉ rưỡi chịu không? Thôi khỏi đi giờ lỡ rồi làm luôn đi. Sao mày lem bem qua vậy? Ủa? Mày mà nhắc ba chỉ tao nghỉ liền á. Thiên linh linh. Thiên linh linh. Địa linh linh. Địa linh linh. Thổ linh linh. Thổ linh linh. Đất linh linh. Đất linh linh. Vô. Mà chơi kỳ vậy. Ai giỡn với thầy? Mày làm gì mày cắn cái đó làm tao tưởng con ma lưỡi đỏ. Thầy múa nhanh quá tôi quên nó cứ cà công vậy hoài tôi ngậm vô tôi múa cho rồi. Thiệt á. Tao không biết nói sao nữa luôn á. Thôi vô đây đi ông ơi. Khỏi múa đi lát múa sao đi. Vô đây thầy chỉ mấy cái mã này nè. Rồi con ngồi nói chuyện với nó. Nè. Nhìn cái mã này vàng vàng này nè. Rồi, thằng này nó chết lý do gì con biết không? Ai? Cái thằng hả? Thằng này sao chết? Nó chết vì nó hôi bia. Hôi bia bị chết hả? Ừ. Rồi. Qua đây. Vậy hôi làm chi? Bởi vậy. Còn mã này nè. Này gì? Này nó mới cứ vợ cái nó chết. Sao tội nghiệp vậy? Nó bê đê đê. Cái gì? Nó bê đê. Bê đê cứ vợ mắc mới chết. Bê đê cứ vợ sống chết. Ha. Mày thử mày bê đê đi. Bê đê cứ vợ là chết rồi. Qua đây. Mã hai cái mã này không có hợp với con. Ở đâu? Đây mã này nè. Mới hợp nè. Mã này sao? Ở đây xương dữ quá mày ơi. Mã thôi. Này nè. Nhỏ mới cưới chồng.
nó có chồng rồi mà nó còn nguyên. Thôi đi thầy ơi, nói chuyện tào lao, có chồng mà sao còn nguyên được. Nhỏ này vợ của con BD. Ủa vậy hả? Mày nghĩ nó còn nguyên không? Sao tự nhiên hai đứa chết được vậy? Bởi vậy, đám cưới về cái ông kia kìa, ông lo uống cho cố. Ý bà này bà uống nhiều hơn cái ông kia. Bà này ngủ, ông kia còn một mình tung tăng trong phòng á, lấy cái áo đầm mặc. Bà này giật mình thức dậy thấy giận, cắn lưỡi chết. Còn nguyên không? Ờ. Ngồi xuống đi. Con phải tâm sự với cái mã này nè. Dạ. Nó giúp cho con. Dạ chị, em lại chị nha, em lại chị. Em xui quá mà thầy coi nó em ra đây tâm sự với chị. Để cho cuộc đời em nó đỡ trở lại. Em đảm bảo với chị, sau khi tâm sự với chị một đêm xong chị vẫn còn trinh. Không, nói vậy nó giận. Chị vẫn còn nguyên. Ờ, à, chị vẫn còn nguyên. Đúng rồi, khoan để thầy hỏi nó một tiếng đã. Lỡ nhà người ta không hỏi người ta giận. Sao thầy mà hỏi? Vậy coi mày. Vậy mày. Cái gì vậy thầy? Để thầy nói chuyện với nó, con sao thấy được, thầy thấy mới thấy. Ghê thầy. Ngồi dậy. Ừ. Rồi, nó ngồi dậy rồi đó. Nè, mặt nay sao xanh lè vậy con? Tao có thấy đâu. Sao con thấy được? Chỉ có thầy, thầy quầy mới thấy. Thầy tên thầy quầy. Dạ. Ha. Dạ, dạ. Sao con? Đói bụng lắm phải không? Ừ. Thôi bữa nay cho hai thầy tròn ngồi đây tâm sự một bữa, rồi sáng trả lời nha. Ừ, nó gật đầu rồi đó. Dạ. Thôi nằm xuống ngủ đi con. Nằm xuống ngủ đi. Ừ, nằm đó đi. Vậy cảm ơn. Dạ. Ê. Con quỷ đó mày đứng đó làm chi mày? Đâu. Hả? Kìa nó đứng kìa. Mặt xanh lè kìa. Đứng đó làm chi vậy? Sao con thấy? Mày sao thấy được? Ê trời, thằng nhỏ bò vô đây làm chi vậy? Có chút xíu, 1-2 tuổi gì mày bò vô đây làm chi? Cái gì thầy nói ghê vậy? Mày đạp chúng nó rồi. Quỷ ác rồi, cái tay con ta để đạp lên nè. Gì ghê vậy thầy? Bởi vậy, sao con biết được ở đây? Trời ơi, ở đâu mà đông dữ vậy mấy cha? Con nhỏ đó mày đi vô mày. Đi không? Mày đi không? Tao lấy kiếm ra sĩ mày chết liền bây giờ. Còn cái quỷ, mày dở cản chi vô mày? Quỷ, đi đi. Con quỷ nào vậy? Ma chó. Có luôn hả thầy? Có luôn. Thôi bây giờ như này, con uống ly đi. Con cầm con đi vòng giao lưu với quần chúng đi. Con đi đây giao lưu hả? Giao lưu với người ta để người ta cho con ngồi đây chơi. Mà đâu có thấy ai đâu giao lưu. Thì chạy thầy chỉ cho. Vô. Mời người ta uống đi. Cái tay nó còn để đây không? Nó rút vô rồi. Ở đâu? Nó đứng kế con nó xích quan chút. Nửa mét thôi. Đây tới chưa con? Chút nữa. Rồi tới rồi đó con. Dạ em chào. Nó cao hơn mày. Dạ em chào. Cao hơn chút nữa. Đó. Cao dữ vậy, người mẫu hả? Dạ em chào anh. Ai nữa? Nhỏ nè. Chú chào con. Qua bên đây nè. Chào hết tụi nó đi. Tôi là người phàm mắt thịt, không thấy được ai. Ngày hôm nay tôi có công có chuyện, tôi ra đây xin ông bà cô bác quốc mặt phù hộ cho tôi, cho tôi tá túc một đêm nay thôi. Khi tuần nào tôi hết xuôi, tôi sẽ trả lại sự yên tĩnh cho mọi người. Uống một ly rượu đi, uống một ly rượu rồi xỉn ngủ hết đi nha. Ly sao nó thấm mà xỉn? Ủa vậy hả? Sao thấm được mà xỉn? Chiều thèm nói con mua một can. Ủa sao con đi đâu hả? Dạ xong rồi. Còn nữa đặng á. Dạ. Đông lắm, 6-7 đứa gì đó. Dạ. Em chào chị. Ừ. Chào hỏi người ta đàng hoàng đi con. Chào đi rồi lại đây uống với thầy. Cái gì? Mày bị điên hả? Cái gì vậy? À, con ma bánh bèo. Đâu? Nó mới hiện lên. Nó mới dẹ dẹ cái gì trong đây nè. Có không? Có, đi với con cho con đỡ sợ. Sao con thấy, Tại đây con mới thấy nó mà. Nó lên, nó le lưỡi, nó liếm liếm cái viết nữa. Có không? Nó giống như viết thư pháp trên này nè. Đâu, chỗ nào? Nó viết chỗ nào? Đây nè thầy, đây nè. Ao ao sờ ao sao. Sao dành chỗ của ta?
Con ơi, con đi đâu vậy con? Đó, thầy nghe không? Mới gì nó mới vừa nói xong, nó nói sao giành chỗ của tao? Trời ơi, sao mày nói nghe thấy lạnh? Thầy ơi, con dũng dũng rồi. Mày dũng dũng tao dũng tim rồi. Nghe gì không? Mới nghe đàng hoàng. Sao giành chỗ của tao? Đúng rồi. Xui ơi. Dạ. Hình như không phải nó nói đâu Xui ơi. Dạ. Gió nó thổi nghe vậy đó. Đừng dạ. Sợ, có thầy đây đừng sợ. Đây cái kiếm thần để thầy ếm đó cho. Cũng nhẹ nhẹ chứ tội người ta nghe thầy. Sao thầy làm gì vậy? Con có nghe thiệt không? Có mà, con nghe đàng hoàng mà. Mới nói sao giành chỗ của tao. Hình như thầy bị điếc hay gì nghe không rõ lắm. Được rồi, để cho thầy. Nam mô nam mô nam mô nam mô. Dạ dạ. Ta xem nam mô đây à. Dạ. Dạ. Nó nằm im bất động rồi. Con an tâm. Dạ. Ta đã im nó rồi. Con biết rồi. À. Nam mô nam mô. Anh ấy ơi, ông đó ông làm gì vậy? Đang êm người ta. Con nhỏ đó nó hung dữ lắm, nó khó chịu lắm. Đi qua bên chỗ của em nè. Chỗ của em ở đằng sau lưng anh đó, đi qua đây chơi với em nha. Thầy Thầy yếm nó rồi. An tâm. Nó không bao giờ dám xuất hiện nữa. Ở đây à. Đâu nữa? Đâu nào? Chỗ nào? Bên đây phải không? Để thầy. Dạ. Nó nè. Nam mô. Tao đang hù ông. Mày mà nhiều chuyện tao tán chết mẹ. Thầy ơi, bỏ ba chị về thầy ơi. Thầy ếm nó rồi, con an tâm. Thầy ếm nó rồi. Thầy ếm cái cục lòi nó mới tới đây, nó đòi tán chết mẹ con kìa. Có không? Có, cái con ma bánh bèo rồi à. Thầy ếm thấy nó nằm rồi. Nằm cái đâu mà nằm, nó mới đi đây là. Sao vậy ta? Nhanh nhanh đi về đi. Bỏ đi. Thôi được rồi. An tâm. Ngồi xuống đây. Đi đâu nữa vậy? Khổ quá đi. Trời ơi là trời. Con an tâm. Con ma BD thầy ếm luôn rồi. Vô uống với thầy ly đi. Hồi nãy nó ra chỗ đó rồi. Cho mình ếm hoài. Ếm rồi mà. Không tin phải không? Thầy ếm lần nữa cho. Em đi, thầy em lại hồi nãy nó ra đây nào quà quà. Ma BD. Em nói với anh rồi, con nhỏ đó khó chịu lắm. Anh chọc nó, nó đòi đánh chết mẹ anh đó thấy không? Ông chọt cái gì ở đằng vậy? Chọt con ma BD. Nó đây nè. Đâu? À. Nó nằm đấy nè. Nằm cái cụ loài nó mới tới đây nè. Đâu? Nó tới mà mắng vô con bánh bèo này à. Con dốc con ơi. Thấy đàng hoàng. Làm sao con thấy ma được? Thôi bỏ đi về đi thầy ơi, thấy ghê quá. Uống một ly lấy tinh thần. Rồi thầy tha tìm cách cho con. Vô coi. Bây giờ nó yên lặng thì thấy sợ quá đúng không? Thầy sẽ cho con nghe cái này. Thằng nghe vậy đỡ hơn. Nó đỡ tiếng đạo. Có cái tiếng người á nó đỡ hơn thầy. Nghe nha. Mở. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với chương trình Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Chủ đề của câu chuyện hôm nay: Thằng xui trong nghĩa địa. Chuyện kể rằng tác. Sao tác? Tự nhiên mở chuyện của con lên chi? Mở cho con nghe rồi con hấp thụ. Thôi dẹp con, đi mở nhạc đi. Con quen rồi con mới hết sợ. Thôi khỏi đi mở nhạc.
Nhạc phải không? Nhạc nào cho nó ầm ĩ lên, cho nó đỡ sợ. Nhạc này đông vui lắm nha. Tắt dậy. Sáng hả? Sáng hả? Sáng chưa? Sáng chưa? Sáng cái gì? Mở cái nhạc này nó ra một nuôi. Ủa cái nhạc này thường thường là đuổi ma mà. Đuổi cái gì? Con ma, con hot girl, con râu kìa nó nói kìa. Nó nói là mở cái này là chị em nó không có ngủ được. Đi vòng vòng tối ngày sáng đêm. Chết cha. Quá trời luôn rồi. Vậy là bùa của thầy hết linh rồi. Bây giờ làm được sao? Rồi. Được rồi. Thôi đi về. Không, con phải ngồi đây mới hết xui. Thôi mới đặt cọc chỉ coi như cho thầy luôn á, tôi đi không, về. Không, không, con ngồi đây đi. Thầy lên sớm trên, thầy kêu mấy thằng bạn của thầy nó dữ hơn. Nó lỡ nó ếm phụ dù thầy. Nha, con cầm cái kiếm này đi. Ma nó không dám ra đâu, con không có thấy được, được ma đâu sợ. Này cuốn sách nè. Muốn múa thì coi trong đây đi. Nha, thầy về. Thầy đi nhanh nhanh nha. Nhanh chứ. Mai ta mới về tới. Nhớ nha. Khi nào mà múa ma nó không ra là con cứ coi trong cuốn sách đó. Con biết rồi, đi nhanh nhanh nha thầy. Bữa nay Valentine ta về đi chơi với vợ ta chứ. Hồi nãy ông cầm cái này ông không thấy ma. Chắc chắn ma nó sợ cái này. Được. Thầy sẽ tự làm một mình. Có sách rồi. Sợ chi nữa. Trước tiên, chỉ gươm lên cao, đọc thiên linh linh. Thiên linh linh! Rồi đâm mạnh xuống. Bậy, sách in bậy rồi nha. Đâm mạnh xuống xong có chữ gì hết. Dưới đất, bà mẹ nó có hai chữ mà nó cũng qua trang hả? Bắt đầu múa theo những động tác như thế này nè. Trời ơi, sách mà in kỹ quá. Thiên linh linh. Hey! Em chào ông anh. Giận luôn, không nói chuyện luôn. Chào em trai. Vậy? Chào bà chị. Trời ơi, bộ ma nó giận đó trời. Em gái à. Ơi dạ. Anh kêu em gì vậy? Bữa nay có cái vụ gì mà ra cả nùi vậy? Dạ hôm nay ở dưới này chúng em có cái hội event đó. Event gì? Dạ, event chạy hòm. Ở đây chạy hòm ra được sản phẩm mới đó. Cho nên chủ chạy hòm nó mới mừng á. Cái mời của em tới mừng sản phẩm mới. Sản phẩm cái hòm hình tròn. Và một cái hòm hình vuông. Người ta gọt chung gọi là mẹ tròn con vuông. Trời ơi. Mấy người này. Tại sao chết mà nó múa quá vậy? Em, bạn mới của mình nè, kể chuyện đi, kể. Người mới hả? Nó nghe mới. Nè, xuống đây đi vui lắm. Ở đây ai cũng có hoàn cảnh hết trơn á. Như tôi nè, hồi lúc mình còn sống ở trên Dương Trần á, tôi làm diễn viên múa, múa lụa đó, đó. Bình thường múa là múa có 2 mét à, đó, bữa đó người ngựa quất cho 6 mét. Đang múa cái quấn hồi cho thấy tắt thở. Xin nghề tự nghiệp. Còn chị, tại sao chị chết? Còn em nè, lúc còn sống đó, em làm người mẫu, em muốn nổi tiếng lắm. Bởi vậy em quyết định
Trời ơi. Còn chị đó em, chị chết là tại vì chị ngựa bà quá đó em. Chị qua nhà bạn chị thấy nhà đẹp quá, xe bự quá, hôm son sáng quá. Chị mượn, chị chụp hình, chị post lên Facebook. Chị nói là của chị. Trên đường chị đi làm về, mấy anh chị dí theo chị, hốt của chị. Chị nói chị không có của, mấy anh tức quá, hốt chị xuống đây luôn đó em. Còn em chết là tại vì em hôi bia. Hôi bia mà tại sao chết? Người ta hôi chỉ có 2 thùng thôi, em hôi tới 20 thùng. Hôi 20 thùng rồi uống 20 thùng đó rồi chết hả? Dạ không phải, em đem 20 thùng bia đó về, em chụp hình đăng lên Facebook, bị cư dân mạng ném đá lỗ đầu chết. Trời ơi. Còn chị, tại sao chị chết? Tao chết sao kệ tao, nhiều chuyện tao tán cái chết mẹ à. Xuống đây đi. Xuống đây đi. Không, đừng, đừng, tôi không xuống đâu. Còn em, tại sao em chết? Em chết là tại vì cha mẹ em sinh em ra. Em xác nam nhưng mà hồn nữ. Sau khi em lớn lên em trưởng thành, hàng ngày em cứ soi gương, em nhìn vào, sao em thấy em không giống như những người phụ nữ khác. Vì vậy cho nên em quyết định qua Thái Lan, em giải phẫu. Em bơm, em tham quá. Em bơm, nổ đung, chết. Xuống đây đi. Tụi này đi cho chua. Không, đừng, đừng, đừng. Đừng, đừng, đừng. Đừng, đừng, đừng. Đừng, đừng, đừng. Anh Thiên Tài ơi. Anh Thiên Tài. Tỉnh dậy đi anh. Anh Thiên Tài ơi. Ma đâu mà ma. Em nè, bạn gái của anh nè. Sao về đây làm gì? Sao chỗ của anh không ngủ mà anh ra nghỉ địa ngủ vậy? Từ lúc em nói anh là xui xẻo, anh đi coi thầy, rồi thầy nói phải ra nghỉ địa nói chuyện với cái người nữ mà còn nguyên là anh sẽ hết. Ông thầy Pháp phải không? Đúng rồi. Ông lấy của anh bao nhiêu tiền rồi? 3 chỉ. Trời ơi. Anh Tài à, em chia tay anh không phải do anh xui xẻo, mà tại vì anh không biết cố gắng cho bản thân mình thôi. Hồi xưa anh nhớ không, anh làm gì cũng giỏi, làm gì cũng hay hết, nên mọi người mới đặt tên anh là Thiên Tài. Rồi tự nhiên anh đâm ra lười biếng, làm chuyện gì cũng hư hỏng hết, riết rồi mọi người không ai dám đến gần anh hết. Em nói với anh lần cuối á, định mệnh là nằm trong bàn tay của mình nè, quan trọng á là anh phải biết nắm giữ. Dù anh có là thiên tài á, anh có giỏi cách mấy mà anh lười lao động, lười biếng á, thì anh cũng chết đói như thường thôi à. Nghe em đi. Đi với em. Không. Đó là những lời mà em an ủi anh thôi. Anh biết anh là một con người xui xẻo, anh không dám đụng tới em nữa. Đi với em. Xui xẻo cái gì mà xui xẻo? Xui mà. Đó, thấy chưa? Đã nói xui là xui mà. Cái này không phải là xui xẻo, mà tại vì em thử anh thôi à. Thử cái gì? Như em không biết đâu. Nếu anh không phải là người xui xẻo, anh ra đây anh không gặp ma nhiều như vậy. Trời, ma cỏ cái gì? Em nói cho anh biết nè, mấy cái chuyện đó là do em bày ra hết á. Em kêu cô chú anh chị trong chợ á giúp em cho anh một bài học. Anh không có tin. Được rồi. Anh thấy ma đàng hoàng. Được rồi, để em kêu ra. Cô chú anh chị ơi. Cô ơi. Ơi ơi. Vậy con. Đó. Gì đó? Anh Tài. Anh Tài. Anh nãy em đòi đánh chết mẹ anh đó anh Tài. Con quỷ dạ nè. Anh Tài. Ủa mày luôn hả? Dạ. Tụi em nè. Còn chú ở trên xóm trên. Bé lại lợi nó nhờ chú nói với con vậy nè. Đừng có sợ ma. Ủa con nó chở nó kêu con có xui đâu. Bà bóng rau đâu? Bóng rau. Kìa, kế bên em nè. Trời ơi, không thấy ghét sợ. Hot girl, phải nói là hot girl. Mày quá trang cái ghê quá. Vui vẻ lên anh, tự tin lên anh ơi. Con có xui đâu? Đừng có tin ma quỷ. Ừ, đúng rồi đó. Không có xui xẻo gì hết, cố gắng làm là được rồi. Em cứ nói em xui hoài nên em ra chợ không ai cho em. Để làm hết trơn á. Con cảm ơn chú. Nắm tay thử coi xui không.
chết mẹ. Ta làm bộ thôi. Vui vẻ lên anh nha. Con biết rồi, con cảm ơn chú. Cảm ơn mấy anh chị nhiều. À, từ nay em sẽ tự tin. Nhưng mà mọi người đừng có xa lánh em nữa nha. Rồi, yên tâm. Vậy là ngày mai em ra chợ cho em làm việc đó. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Ừ, chị tự tin lên đây quá. Dạ, em tự tin rồi. Cứ tự tin lên, vui vẻ lên là được nha. Ôm nhau cái coi, anh sẽ cố gắng. Hay quá. Hay quá. Từ nay cho đi, anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Anh sẽ không tự tin nữa. Ông sẽ không tự kêu nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Cho mắt mới đi làm răng. Không được anh ơi. Đừng có đeo sau lưng. Anh ơi. Anh Xui ơi. Vậy. Đừng có đeo sau lưng giống như là đeo ba lô. Thôi tới rồi, tới rồi. Ủa? À, ngồi xuống đi. Đó. Ngồi xuống đi. Ra tới công viên rồi đó, không khí thoải mái rồi, tập thể dục đi. Dạ. Hít thở tập thể dục đi. Tập thể dục. Tập thể dục. À, rồi rồi tôi biết rồi. Nghỉ phè đi, nghỉ phè đi nha. Từ xưa giờ bà chưa bao giờ biết tập thể dục hả? Tập chi? Ta ở nhà chơi với con với cháu là ta vui rồi. Vì vậy mỗi lần ra công viên này làm gì? Làm gì mà ra công viên đi? Không, không, không bao giờ, không bao giờ. Không có ra công viên luôn. Ra làm gì? Ta ở nhà ta chơi với con, mày chở ta ra đây làm chi? Phải ra đường đồ này nọ cho không khí nó thay đổi chứ, ăn được có ở cu rú trong nhà hoài vậy trời. Mình ra đường mình đi tìm cái thú vui cho mình. Ồ, trời ơi, ưng nội chi mà vô hậu, già rồi mà có thú vui riêng. Có xong có, mình già có thú vui của già. Tôi nói thiệt bà nghe, ngày xưa mà vợ tôi còn sống, nghe bà bày ra đủ trò hết. Tới hồi bà chết tôi buồn dữ lắm. Lúc đó để lại một đứa con nhỏ. Rồi nghĩ từ giờ tới già mình sẽ sống như thế nào đây. Lúc đó tôi muốn đâm đầu xuống sông tôi chết theo bà luôn á. Nhưng tôi nghĩ là còn con cái. Rồi bây giờ tự nhiên trời sinh ra mình giống vậy. Cha mẹ mình sinh ra giờ mình đi tự giận, nó vô duyên quá. Tôi mới ráng tôi sống. Rồi sống những cái tháng ngày nó buồn bã lắm. Rồi cứ nói ủa không lẽ giờ mình sống như vậy cho hết kiếp à? Đúng không? Làm người cũng phải có cái niềm vui, nó mới hứng khởi để sống. Vậy là tôi vô cái hội chim cá cảnh nè, vô hội đờn ca tài tử nè. Đó, tự nhiên giờ tôi cảm thấy vui. Bà cũng phải tìm cái thú vui riêng cho mình đi chứ. Nói nghe chị Xui, làm Xui chị cũng lâu rồi đó, mà không có biết hoàn cảnh của chị. Gia đình chị ngày xưa có hạnh phúc không? Tôi mà hạnh phúc chị. Hạnh phúc. Hạnh phúc lắm ạ. Trên đời đấy không có người phụ nữ nào mà được chồng yêu thương như tôi. Vậy cũng mừng không cho người chị. Phụ nữ nào mà có như là được toàn mỹ như tôi, trọn vẹn như tôi. Vậy cũng mừng. Yeah. Ôi vậy hồi xưa ổng đi cua chị sao kể tôi nghe được không? Coi như là trên một sân ga. Hai người quen nhau ở hai sân người ga đây. Hai người trên sân ga. Coi như là nàng thì mặc áo màu đỏ, chàng mặc áo màu cam. Chị Xui, chị Xui, tôi nói thiệt chị nghe, cuộc đời tôi ghét nhất cái mượn gió bẻ măng. Thích là nói thà thẳng là em thích anh, chứ đừng có chơi kiểu mé mé vậy, mình không có thích. Không nói ông ấy mặc áo cam tươi, còn ông ấy mặc áo là cam lè. Vậy là không phải tôi đúng không? Không rồi, đúng rồi, cái phải xác định đàng hoàng. Dạ, coi như là hai người gặp nhau trên sân ga. Gặp nhau sân ga. Nàng đứng đầu sân ga, chàng đứng cuối sân ga. Trời mưa lạ chà. Mưa lạ chà. Lá vàng rơi lạ chà. Hai người hái
sân ga không gặp được nhau. Rồi thì bọn dân viên thấy nhau, từ xa chạy lại, rầm. Xe lửa tông hai đứa luôn hả? Vậy nè. Chứ sao? Không, rầm đó là tiếng sét ái tình. Ồ. Rồi thì coi như là bốn mắt nhìn nhau. Ôi anh yêu em, em yêu anh, đôi ta yêu nhau, trời cho chúng ta lại với nhau. Xong rồi là coi như là hết chuyện. Phim này đang chiếu ở đâu vậy? Chị mua vé coi coi. Đó là mối tình của tôi, ông nội con ví. Mối tình của bà hả? Xạo chết mời á. Nó đâu ra mối tình của bà. Bà gặp ổng ở đâu, ở sân ga rồi nào? Ngày xưa bà là chèo đò, ổng con bá hộ đi ngang, thấy bà đẹp hốt bà về làm vợ. Chứ ở đâu mà ở sân ga rồi lạ vang rồi là trà rồi xạo. Chết rồi. Rằng ông biết được đời tư của tôi là coi như là treo đo. Con bà kể. Thằng Tuấn à? Ừ. Trời ơi, ngu, cái thằng đi mà ngu. Thằng nó khôn chứ sao ngu được. Ngu, tôi khen nó khôn. Khôn chứ. Vậy nè, nó xuống nó cua con gái tôi. Tới hồi nó xin là làm rể tôi. Tôi mới nghe bà là quá bùa, tôi mới hỏi thăm về quầy gia cảnh. Trời, nó không kể nghe bà. Đúng rồi, làm nó nhất định kể. Nó không kể. Xong tôi mới nói nhẹ nhàng, tôi nói thôi con không kể chuyện của má con, bác cũng không gả con, bác cho con đâu, nó kể hết luôn bà nghe không? Con bà nó khôn ve kêu thiệt, khôn thằng sầu quỷ khóc luôn. Nó còn kể hả, trong người bà có mấy cái nút dùi nữa. Đây không tin đưa chỉ cho coi nè. Ôi trời ơi, thằng này ngu hay là ngu hay. Ê, nói cho chọc chị chơi vậy thôi. Chứ tôi biết tại sao chị khó rồi. Tôi nghe nó kể hết. Tôi muốn hỏi thử chị có kể cho tôi nghe thiệt hay không. Chứ chuyện của chị tôi biết hết rồi. Cuộc đời chị không có một ngày nào hạnh phúc, không có một ngày nào riêng tư của mình. Lấy chồng về, chồng có thương yêu gì đâu. Đánh một ngày mấy bận. Tới hồi chị đi sanh, chị cũng đi một mình chị. Ra đường thì ổng vui vẻ với người ta, về nhà thì ổng gia trưởng với chị. Cả cuộc đời của chị khi sống với ổng, chị sống trên nước mắt thôi. Rồi tới hồi ổng chết, tưởng đâu là chị sẽ sống cho mình. Cuối cùng chị sống cho con chị, rồi giờ sống cho cháu. Chị đâu có một ngày nào cho riêng tư của chị đâu. Bởi vậy tôi đâu có trách chị khó. Tại vì tất cả cái tình yêu thương của chồng, chị đã thiếu như vậy, nên chị dồn tất cả tình yêu thương của chị cho con chị rồi cho cháu chị. Chị sợ người ta nhảy vô rồi người ta giành giật cái tình cảm đó của chị, nên chị mới bảo bọc như vậy. Đúng không? Với lại tôi cũng không trách tại sao chị khô khan, chị không lãng mạn. Có biết yêu mẹ gì đâu mà lãng mạn. Chồng nó hốt ngang á mà. Rắn mà không biết yêu. Đâu có yêu ai đâu mà. Yêu. Kể coi đúng không? Trời ơi, đây tôi nói với anh nghe là tôi yêu. Yêu ghê gớm. Yêu nào? Yêu là hồi còn nhỏ đấy. Anh ấy là người ối trao. Trời ơi, trên đời đi người đàn ông nào mà đàng hoàng mà tử tế. Rất là tốt, nhưng mà mỗi tôi nghèo. Nghèo ơi là nghèo, cho nên là cha tôi mà tôi không ăn. Ép tôi lại ông nội con Huy. Từ đó đến nay là chưa bao giờ gặp được nhau. Người ta yêu sao lại không yêu? Chắc không? Chắc. Chắc cái này có không? Xin thề chắc. Ờ, cái này tôi chưa nghe nè. Gài cái kể hết luôn. Cái ông này quá, ông này quá. Không mà sao đâu, có sao đâu. Hỏi thăm nhau cũng phải biết thôi. Nhưng mà sao hồi đó hai người không lấy nhau? Không mà lấy được. Sao không lấy? Cha mà đặt đâu là con thì ngồi nữa. Thôi dẹp đi. Mình yêu à. Mình yêu rồi mình lấy chứ. Nếu cha mẹ cấm, dẫn nhau đi trốn. Trời ơi, ăn nội chi mà vô hậu rượu ông ơi. Người ta mà bắt được nó gọt đầu tôi vôi thả trôi sông. Thôi dẹp đi. Tại bà chưa xác định được cái tình yêu của bà với ổng. Chứ ngày xưa tôi cũng ở đợi cho gia đình bên vợ tôi nè. À, bà vợ tôi ổng đâu có chịu đâu. Xong hai đứa yêu nhau quá không biết làm sao dẫn đi trốn. Tới hồi cái bụng thè lè tôi dẫn gì ha. Ông đâu có dám giết con đâu, giết con giết cháu luôn sao? Xong làm cái lễ thú phạt xong. Thấy không? Còn sợ người ta gọt đầu vô thì dẫn đi qua làng khác, ai biểu nhỡ nhơ trong làng mình chỉ cho nó chụp đầu nó gọt.
Bởi nói chuyện với đàn bà khô khan mình sợ bị lây. Mình nghệ sĩ mà nha. Mình ước ác lắm gái à nha. Con ngồi đó anh chơi xui. Đi nha. Đang nội rửa rồi anh đi đâu? Đi đâu kệ tôi nha. Ông đi. Đàn ông đi. Ác. Tự dưng lối chi là chuyện cũ xong rồi nội rửa rồi bỏ đi à. Rửa thôi. Nội như rửa thôi. Chưa trời ơi, đời tôi như rửa. Không bao giờ mong được hạnh phúc. Đôi khi là cũng nhớ được người xưa. Nhưng mà nhớ chỉ rửa thôi chứ làm răng được. Ước chi mà một lần thôi, tôi được gặp người ấy. Đứng xa xa cũng được. Đi Phật nghe nó cũng được. Trời ơi, sao mà buồn. Liêu. Dạ, tôi là Liệu đấy. Liêu. Dạ, tôi là Liệu đấy. Em là Liêu đúng không? Dạ. Liêu ơi. Dạ, Liệu đấy. Em không nhận anh sao? Dạ, ông anh là ai? Em không nhận anh sao Liệu? Dạ không ạ. Liệu. Anh nè à, anh nè à, anh là Gia nè à. Hồi đó người ta thường gọi mình là một cặp Gia Liệu đó. Dạ. Tôi lên tên là Liệu. Nhưng mà chưa bao giờ quen với ai tên Gia. Hai đứa con mình đâu? Hai đứa con mình đâu? Thằng Ben con Lan đó. Gia đình Gia Liệu Lan Ben đó em. Ông anh ơi, rửa là ông lộn rồi. Gia Liệu Lan Ben là hắn nằm trên bệnh viện Gia Liệu đấy. Đây không phải đâu đây. Liệu. Em đừng có dối lòng. Em đừng có dối lòng. Anh biết. Anh biết anh hiểu hết mà Liệu ơi. Anh biết anh hiểu hết. Anh nghe tin em đi Pháp á, lật đật anh mua vé đi Đức mà tìm em hoài không có gặp. Anh xui ơi. Anh xui ơi. Bác Bảy ơi, bác Bảy. Gặp rồi. Bác Bảy. Bác Bảy ơi. Bác Bảy đâu rồi bác Bảy ơi? Anh xui ơi. Đi về. Anh xui ơi. Trời ơi, anh xui ơi. Đi về. Đi về. Yeah. Không phải Liễu đâu, trời ơi, ai cũng Liễu hết trơn hà. Tìm mấy người yêu trời rồi. Biết trời ơi. Dạ. Dạ, thưa cô, con xin lỗi tại vì hôm nay là bên trung tâm của con có đưa các cô, các chú đi hít thở không khí trong lành đó mà. Yeah. Mà lúc đó đông quá, con đang soạn đồ ăn, cái con quay qua bác đi mất tiêu. Dạ, yeah. Nói chung là cũng thường thôi. Thôi mà. Đi về giùm con đi trời ơi. Ngày nào cũng Liễu. Tối thiện với cô ngày nào đi đâu gặp ai cũng Liễu. Nhớ cái mối tình hồi trẻ đó. Dạ. Rồi gặp ai cũng Liễu á. Dạ. Đó rồi cứ vậy hoài. Con dạ. Nói hoài mà không có nghe. Tội. Nhưng mà thôi kệ. Tội. Nhiều khi nhớ là ký ức mình. Thôi. Không có phải Liễu. Bác Bảy về đi về con. Mày thằng nào hả? Con Giang. Giang nào? Vợ ông tên Mai đó. Dạ. Rồi đi về nha. Đi về. Rồi đi. Bye. Không bye kìa. Bye người ta. Đi về. Rồi đi về. Về. À hết đi hướng này à. Giờ hướng đó. Giờ. Đi. Về nhà đi, có hai đứa ở dưới quê mới lên thăm hai đứa cháu. Ai vậy? Thằng đầu với con mồi đó. Đi đi. Có mấy đứa cháu nước ngoài về không? Đứa nào? Nga si tôn với ngô si già. Có ba na đôn với Phật ma tông nữa. Đang giận thằng cọt ti dông lắm á. Rồi lát về cho ô sức ô si già. Thương chưa? Rửa là
chắc là cũng đau khổ cùng mỗi tình. Cho nên là thần kinh mà như rửa. Tôi mà không vượt qua, tôi cũng như rửa thôi. Chưa bao giờ có ai tặng tôi dù là một cành hoa thôi, không có nữa. Đời tôi yêu hoa. Hoa, ôi trời ơi, hoa tặng bà đó. Tặng tôi à? Ừ. Trời ơi, ông tặng tôi. Ôi hoa. Hoa, hoa đâu ra đấy? Hai con viên nè. Trời ơi, thôi rồi, anh gì? Xui ơi. Răng mà anh đi ngải hoa của người ta, người ta phạt cho. Bây giờ bà thích không? Thích. Bà thích là được rồi. Nhưng mà người ta phạt. Phạt tôi chịu. Anh xui. Đi anh đó xui. Đi, có chết cũng phải chết hiên ngang. Chóa đi, người ta phạt. Im đi, dì gái tôi hiên ngang lắm nè. Ai bức bồng hả? Ai bức bồng? Chú hả? Chú hoa vậy? Chú à hả? Tất cả là lỗi do tôi hả? Nhưng tôi mong chú thông cảm. Đây là lần đầu tiên bà biết đến công viên này. Còn tôi thì ở dưới quê tôi mới lên. Tất cả là lỗi do tôi. Lỗi do tôi đã dẫn bà ra công viên này. Còn bông là bà bức đó. Tại sao vậy? Hả? Tại sao kỳ vậy? Một thiếu già như vậy mà lại đi bức bông. Lên văn phòng đóng phạt. Tôi dạ lên. Đúng rồi, lên văn phòng đóng phạt đi. Nhanh lên. Nó không có đem tiền mà đóng phạt. Trời ơi, vậy mà ăn mặc sang trọng vậy mà nó không đem tiền, ai tin chú? Đúng rồi. Tôi già tôi hột bẹt, hột é không, không đúng rồi. Nhưng mà thấy không, giàu có gì vậy mà không có. Nhưng mà tôi thôi lên văn phòng đóng phạt đi chứ, nói cái gì, mình làm lỗi mình phải chịu chứ sao bây giờ. Kỳ cục quá, đẹp mà sao kỳ quá hả? Coi cái bông coi bao nhiêu dữ vậy chú. Sao? Làm ơn coi bông này ở đây có trồng không? Bông này hả? Ờ, ở đây không có trồng, tôi mua đó. Hết hồn. Tôi biết mà chú. Trời ơi, mình phải có ý thức chứ, ai ra công viên mà đi bức bông, người ta trồng khổ gần chết rồi làm đẹp cho thành phố tự nhiên đi bức bông. Vậy xin lỗi ha. Không có sao. Lộn hàng ha. Đi á. Đi đi. Hết hồn đúng không? Không có gì. Không, cái đó là cái sở thích của tôi. Kỳ cục lắm, tôi lại thích cái nét đẹp của người đàn bà khi họ hốt hoảng á. Hết hồn. Làm mất cười. Nói à, già cả rồi. Ngoài công viên bớt bớt là một chút. Đầu hai thứ tóc rồi. Ăn mặc chói chang, nhìn chói mắt, bực bội. Ê mày ngon mày đứng lại đi. Mày ngon mày đứng lại đi. Tao tưởng mày nói cái gì. Tao
ăn mặc chói chang là tao có vô từ đường nhà mày tao bức giải màn tao mai không? Anh xui thôi 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 thôi. Chứ gì đâu mà vô duyên à. Thôi. Không tôi tức là nó nói bà đó. Đi mà nội tươi. Bà giống giải màn, tôi giống khăn bàn. Hết hồn đúng không? Hết hồn. Ông vô duyên. Thế tao hoa đẹp lắm á. Thích. Ừ, thích là được rồi. Tôi yêu hoa. Tôi cảm ơn ông. Từ xưa đến nay chưa bao giờ ai tặng tôi dù một cảnh hoa, cũng không có nơi. Thôi đừng có xúc động. Lớn là... tuổi xúc động không có tốt. Làm chi mà cả một bộ hoa đi. Ông yên tâm đi. Ông đừng lo gì hết. Tôi xin thề với ông, tôi sẽ đem những cảnh hoa này về. Tôi làm chi? Tôi lấy cái bình, rồi lấy cái bình, rồi cắm mặn. Xong rồi, tôi ngồi, tôi ngậm mặn. Cho đến khi nào mà hắn hiểu, hắn khô, hắn thủy. Tôi không bao giờ tôi đem quăng đi. Tôi làm chi? Tôi lấy một cái miệng cất nắm, tôi ép. Đưa đây. Em không? Thôi đi. Cái chuyện người ta nói lãng mạn gần chết mà diễn tả thấy ghê. Đã nói rồi đừng có xúc động, kiềm chế lại đi, sao kỳ cục quá. Chuyện nó lãng mạn. Mày cành hoa này đẹp quá. Tôi sẽ về tôi lấy một cái bình thật đẹp. Tôi cầm nó vào trong đó. Rồi tôi để trong phòng ngủ của tôi. Để hàng ngày tôi được nhìn ngắm nó. Tôi nhìn cho đến khi nào nó héo. Nó khô. Thủi. Thôi dẹp đi. Có lãng mạn mà có nó thủi. Tôi cũng không bao giờ đem quăng nó. Tôi sẽ đem những cành hoa này tôi ép vào trong trang vậy. Thấy nó lãng mạn không? Đúng rồi. Làm quá, lúc nào cũng làm quá. Kèm bao nhiêu lần rồi mà cứ vậy hoài. Bây giờ em lại cái bánh nè, cái bánh nè. Thế mà tôi lại cái bánh nè, tôi cầm nè. Xong tôi ngồi, tôi ngậm nó. Cái khô, hẹo, thùi. Không đem quăng lại cạc tông, ẹp. Làm quá hoài. À, quyền sở hữu của bà thích làm gì bà làm nha. Nhưng mà nhẹ nhàng thôi, nghe chưa? Thơm. Nè. Thơm. Đây. Trời ơi, bánh bò mình tiêu. Đúng. Trời ơi, bánh bò. Kèm chế là. Giống như chết đói lâu năm vậy trời. Đây, mua cho bà. Tôi ưng. Ưng thì ăn đi. Mua ở đâu ra? Đó, cái ông đứng bán đó. Trời ơi. Không. Không có vệ sinh. Vi trùng. Vi trùng cái tụi loài. Người ta mới vừa chiên xong tôi lụm liền mà vi trùng. Mệt bà quá, sao bà kỹ quá. Ăn là bà uống rồi mà chột bùng hoài. Bà uống cái nước ở trên này người ta đã lọc rồi á, mà còn chột bùng. Trong khi đó tôi uống ở dưới quê tôi uống nước mương không là sao. Cứ vậy hoài, ăn đi. Tôi đã nói rồi, toilet tôi lo mà. Chưa có thằng nào mà ngu như tôi hết trơn. Tự nhiên từ dưới quê lên đây cái nhận làm cái hầm cá dồ mà. Ông ơi, ra ngoài biển tôi ưng ăn bạch bò, bạch tiêu. Tuổi trẻ mà ai không thích vậy. Ngồi... đưa ký ức lại cho bà thôi. Hồi mà tôi còn nhỏ ấy, ừ. Trong làng tôi có cái ông vừa bán bạch bò, bạch tiêu, vừa hát vừa hò. Ôi cha ơi là vui. Thích nghe hát hả? Mê. Ê, ưng. Giờ tôi hát bà ăn nghe. Được à? Được không? Được không? Tôi hát phải ăn nghe. Ừ. Trời ơi, đơn ca tài tử mà, giỡn hoài. Được à? Nghe nha. Rồi. Không hề sợ lạnh là bánh ít trần, ăn khỏe toàn thân quê kêu là bánh khoái, cúi đầu chiều dài là phần bánh cam. Không hề té xong mà kêu bánh ướt nhậu đi hết được là chú bánh bò. Chưa ăn đã no người ta kêu là bánh ú tà. Xin lỗi, tại hạ không cố ý mạo phạm. Tại hạ nói bánh ú đây là nói bánh ú thường, chứ không nói tới bánh ú mùng 5 tháng 5. Thôi, ăn đi. Tôi không ưng hẳn hò nữa, là tôi bây giờ ưng nhạc kích động. Vậy? Tôi ưng nhạc kích động. Bà thay đổi tư tưởng rồi hả? Ừ.
chờ tôi, trời ơi. Thằng kẹo kéo, chú sẽ mua mày 20.000 kẹo kéo, với điều kiện là mày mở cho chú cái bài nhạc nào mà giật banh cái xe mày. Sao mày nhìn tao với ánh mắt nghi ngờ? Mày nghĩ già không ăn kẹo kéo được hả? Xin lỗi, mày ngậm ngậm mút chừng nào tan đường nhả đậu phộng được không mày? 20.000 mở giùm chú đi nha. Tao không có biết cái bài đó là bài gì, mày cứ lấy cái bài đó với tựa đề là ông già cua ghệ được rồi nha. Rồi 20 đưa trước, lát ra lấy kẹo. Sôi động không? Thấy tướng tôi sôi động không? Rồi. Chưa đâu, chờ đó đi. 1, 2, 3. Dính tới tôi. Thế nội ông ơi, nội người ta đi thì sĩ về mà đi chỉ bây giờ đi mà chưa về. À, tôi đi về nãy giờ rồi. Nhưng mà đi ngang tiệm sách thấy cuốn sách hay quá, tôi mua về tôi với bà đọc. Sách gì? À, Rung Động Cuối Đời. Pha nước sao bà la âm sầm vậy? Dạ. Trời ơi, con pha lạnh ngắt vậy sao bà nội mày uống được? Thôi để đó tôi pha lại. Cháu nó không biết thì chỉ cho nó. Chứ già rồi cứ mà hỏi mỗi lần giận, mỗi lần nhăn, mỗi lần giận, lần nhăn.
tàn phai nhan sắc hết đó nghe ấy. Con đi, nghe chưa? Hiểu chưa? Dạ nghe rồi, nổi hết da gà luôn. Sao mà lỡ như rửa đó. Mà không chịu học ai, không chịu học bà đây, không chịu học mẹ đi đây. Công dung ngôn hằng. Thì chừng nào cũng về nhà chồng rồi con học sao? Trời ơi, chừng nào về là coi như là thôi rồi, sống rồi à, bữa về già người ta là coi như là tôi thủi mặt đấy. Ôi trời ơi, sống mà. Đây đây, nước trà đây. Ê, pha uống chứ có gì đâu mà la sùm. Không dạy hả? Để hẳn hư. Ờ thì dạy cũng được, nhưng mà nói nhẹ nhàng thôi nghe không, đừng có la nhiều. Ê, uống thử coi được không? Nhìn chứ. Uống đi. Uống đi. Không nổi hẳn là không sách. Trong cái nhà nữa là trời ơi, nhảm hoài. Sao nữa? Sao nữa? Trà ní mới gọi là trà. Trời ơi, nổi da gà được hai luôn á trời. Thôi con vô học bài đi. Dạ. Ừ. Hướng ngoại con vô. Ừ. Hướng nội con vô. Vô đi, ở đây làm chi? Thì giờ con vô nè, có gì đâu nổi khó khăn quá à. Mình á, mình lớn tuổi rồi, có gì á thì từ từ mình nói, chứ hở một chút nhăn, hở một chút nhăn, nó mau tàn phai nhan sắc lắm á nhà ấy. Trời ơi, cái con này nó rắn mắt không? Ok, nó đi, uống trà đi. Dạ. Ai, hồi nãy tôi đi vô ngay chỗ hội cây cảnh đó. Rồi. Cái rồi tôi gặp ông bạn quen. Dạ. Ủa chứ sao không mời về nhà tôi? Ông bận lắm. Ông bận, ông lên đây tham khảo một số cây kiểng. Ồ rồi à. Rồi ông nói cái vườn mai chiếu thủy mà tôi lo cho người ta ở dưới quê đó là nó bị vàng lá. Ủa cha tội chứ. Đó, thành thử ra mai á ông ghé đây ông đón tôi về quê. Mai đi về quê à? Mai tôi đi về quê lo cho mấy cây mai chiếu thủy á mà. Chứ... Mai đi về quê. Rồi. Lo về quê lo cho mấy cái mai à? Mai tôi về mốt tôi lên liền. Thôi được rồi. Được rồi. Mai muốn về quê lo cho mai thì về đi. Liệu ở đây chết mặc liệu. Sao bà phản ứng mạnh vậy? Ủa mà sao cái chân bà hết đau rồi? Cái này lạ nè. Rồi đây. Nói nghe cho hỏi thăm. Về đi, về đi. Rồi. À đây, tôi đây, lo con đây. Không, cái này mai tôi mới về mà lấy đồ chứ. Giờ đi là còn xe. Ta cứ bị ta trợ lui, ta đi về thôi. Không, mai mới về, mai ổng qua đón tôi có gian gì à? Không cần, về ngay đi chứ. Không cần đến ngày mai đâu. Tôi lo rồi, tôi lo sẵn rồi ha. Áo rách túi vả rồi. Mua thêm cho một cái áo ẩm. Về dưới nợ mà trời có lật mặt vô. Ổn không ai lo. Xong rồi tôi cũng lo mấy quần mấy áo. Đây, sẵn sàng không thiếu thứ chi. Muốn về là về ngay. Cảm ơn. Về đi. Trời ơi, cái lưng bay lớn mà mặc sao mặc được mà sao kỳ vậy luôn vậy, thung vậy bay lớn mà mặc cái gì? Lưng mà mà lưng, đây mà là lưng mà, coi lại đi. Đó, đó. Trời ơi, cái ống quần bà luồn dây thun chứ. Không luồn à, không luồn dây thun mà, để rộng mặc rộng bí rí ra đi à. Xong rồi, rồi xong leo lên cái dừa à. Xong rồi mấy con mù lại dừa hẳn đứng, dừa hẳn nhìn lên à. Tôi cảm ơn bà. Tôi cảm ơn bà đã lo cho tôi từng cái áo, đã lo cho tôi từng cái quần. Giá như lúc vợ tôi mới mất mà tôi gặp bà thì mấy chục năm nay tôi đâu có phung phí hàng quá nhiều như vậy. Vô đây, vô đây, bảo đây. Mai gì à? Không, về, về ta về đi.
Tao về. Không, ngày mới mới về mà. Tao đi về ngay bây giờ. Còn xe tao thẳng trở lui đi. Tôi nói ngày mới tao về. Không cần về ngay bây giờ. Thôi được rồi, bây giờ tôi về cũng được. Về đi. Bây giờ tôi muốn hỏi bà một cái rồi tôi về. Hỏi đi. Tôi ức trong lòng lắm. Ông hỏi đi. Cái chân bà hết đau rồi hả? Cái chân nó đau là cái chân đâu? Cái chân tôi là cái chân tôi. Chứ cái chân tôi là cái chân của ông à. Cái chân tôi là cái chân tôi. Cái chân... Bà đừng có giả bộ nữa. Tại sao cái chân bà hết đau mà bà không cho tôi biết? Làm rắn mà tôi giảm nổi cho ông biết là chân tôi hết đau. Vì khi mà ông nội là chân tôi mà hết đau là coi như ông sẽ đi về. Người đi, một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dài khờ. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ dìu em bước vào đời. Thì khỏi sợ ông ngoại vô lộn phòng. Tự nhiên giờ ho vậy trời. Ông ngoại hả? Đừng la. Vô đây ngủ chung. Đừng la. Bây giờ tất cả em phải nằm thế thụ động để anh chủ động nha. Nằm xuống đi. Thân thể thả lỏng. Rồi. Tay chân bất động. Rồi. Khí gấp qua mồm. Rồi. Đứng ngồi hay nằm ở đâu cũng được. Ta bắt đầu nha. 1, 2, 3. Đừng có la. Lúc đầu tiên nó khó chịu nhưng từ từ sẽ thích thôi mà. Làm lại nha. 1, 2, 3. Tôi không có ưa bà. Tôi không ưa bà. Chưa bao giờ tôi ưa ông. Xui gia cái gì? Quan gia chứ xui gia cái gì? Ôi trời ơi, quan gia ông ơi, gặp nhau là quan gia rồi. Không ưa là không ưa. Không bao giờ. Sao lại gặp hoài như vậy? Ôi trời, chưa bao giờ tôi thích gặp không ông. Thể nào nghĩ được cái chuyện này nó có thể xảy ra. Trời ơi, nằm mơ không biết được. Dạ con thưa ba má.
Dạ. Dạ thưa ba má đang làm gì đó ạ? À? Gây lộn. Cãi nhau. Ba má đang gây lộn nhau. Đúng vậy. Ba má đang cãi nhau à? Đúng vậy. Trời ơi, vợ chồng con mừng quá. Qua đây anh. Con vô giữa. Xích vô. Con nói là sao? Con gọi giật ngược cho ba má từ bên xin chạy về đây. Con nói ông bà như thế này thế kia về có gì đâu. Cãi nhau vẫn bình thường, có gì thay đổi đâu. Chứ gì mà ba má nó vội mừng rồi. Có chuyện gì con mới kêu ba má về chứ bộ. Chuyện gì là chuyện gì? Ở nhà ông ngoại với bà nội thấy ghê lắm á. Thấy ghê lắm hả? Ừ. Được rồi, để má coi. Không ưa, không ưa mà. Không ưa à. Không thể nào ưa được. Không thể nào được. Đó con thấy chưa? Ông bà mới nói không ưa nhau. Trời ơi, nói như vậy nhưng mà trong bụng không có như vậy. Là mệt sao quá. Con nói nghe rõ coi. Nói chung là cái gì? Nói chung là ở nhà hả, ông ngoại với bà nội ở chung phòng. Cái gì? Ở chung một phòng hả? Trời ơi chết rồi. Không ưa, tôi không ưa bà. Không ưa. Ôi trời ơi. Quá bực bội. Dạ, dạ con thưa ba. Dạ con thưa má. Dạ vợ chồng con ở bên xin á, thì con Vi nó gọi điện qua. À, nó nói ở nhà ba má có cái gì đó nó rất là thân thiện, thân thiết, dạ thân thương, dạ nói chung là thân nhiều thứ lắm. Nên là con muốn mình à, xin phép cho nói chuyện với lại ba má một chút. Chuyện gì? Dạ con kính thưa ba. Dạ con kính thưa má. Dạ con kính thưa ba má. Trời ơi. Dạ vợ chồng con ở một nơi rất là xa. Nơi đó người ta gọi là Singapore. Và ở tận nơi phương trời xa xôi đó, vợ chồng chúng con có nghe một cuộc điện thoại ở quê nhà của Huy gọi qua. Lại ba má là cãi nhau rất là ở nhà rất là quyết liệt như vậy. Chồng con rất là cảm thấy là thôi nín đi. Dạ 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 thôi để giờ con nói tiếp. Dạ 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 con xin lỗi má, tại chồng con cũng dài dòng quá, để con nói cho nó ngắn gọn. Nói chung là vợ chồng con hay tin con Vi như gọi về như vậy, thì bây giờ con thấy như vậy, ba má ở chung với nhau cũng đã lâu lắm rồi mà ba má vẫn không thể nào hiểu nhau hết. Ba cứ tìm hiểu hoài mà cũng không thể nào hiểu má hết. Thôi con tính vậy mà cứ để cho ba má ở chung với nhau hoài như vậy mà cãi nhau hoài sẽ mất sức khỏe của ba má hết. Dạ, con quyết vậy. Định vậy, bây giờ chồng của con sẽ chở con ra chợ, cái con mua những cái món ăn thật là ngon, thật là thịnh soạn về cái con nấu, cái gia đình mình cùng ăn chung một buổi ăn. Xong cái sau đó chồng con lấy xe hơi đưa ba về quê, ba thấy làm sao? À con à. Dạ. Yeah. Con là con ruột của ba cho nên con hiểu tính ba. Dạ. Yeah. Ngay từ cái ngày đầu ba bước lên đây, ba đã không ưa ba rồi. Ba đã muốn đuổi ba về rồi. Nhưng mày biết tính của ta, không có ai lì bằng tao đâu. Nghe. Cho nên ngày hôm nay ta muốn ở lại đây để cho bà, tao chọc cho bà. Chừng nào bà tức chết thì thôi, bà không bao giờ về. Không về. Sao bà không về? Đúng rồi. Cứ chọc tôi đi, chọc cho tôi tức tôi chết đi, và đừng bao giờ về. Đừng có hù, không bao giờ về đâu kìa. Dạ cho con xin can ba má. Dạ nói chung bây giờ con quyết định như vậy rồi. Anh yeah. Lấy xe chở em đi chợ. Nhanh lên. Yeah. Thưa ba má con đi. Dạ yeah, xin phép ba má con má, đi. Má má ba, ba. Ba má đừng có đi. Trời ơi ba má chung kế của ngoại bà nội rồi đó. Chung kế gì? Mày nói bậy cái gì vậy? Đi lên học bài. Con không lên. Tao nói mày lên học bài mày nghe không? Con lên. Con lên cho ông ngoại với bà nội ở dưới đây ứa hả? Ứa là cái gì? Hả? Tao nói mày lên học bài không? Lên. Mày muốn gì? Đi lên học bài. Con lên nè. Gần tới ngày thi cử rồi mà cứ rút trong phòng học. Rút trong phòng học á, chừng nào cái đầu óc nó mới sáng sủa được. Đi lên sân thượng học. Tự nhiên bắt con lên sân thượng à? Có khi trời học cho nó thông minh. Ở dưới đây con học cũng được vậy.
đi lên sân thượng học. Lên. Đi học bài. Thì con lên nè. Bộ tưởng để con lên là xong hả? Con bắt quả tang chờ coi á. Bắt quả tang cái gì? Hả? Bà dạy cháu sao vậy? Hả? Bà dạy cháu sao mà để nó nói ông ngoại nó là nó sẽ bắt quả tang? Trời ơi, nó biết hết rồi kìa. Nhưng mà khi này là coi như là mình chửi cậu, rửa cậu, cậu có giận mình không? Hồi nãy tớ biết cậu chửi giả bộ nên tớ không có giận cậu đâu. Tớ muốn nói này nè, tối nay tớ qua phòng cậu nữa nha. Ôi, không được không? Ôi trời ơi, thằng ơi da, trời ơi đông lắm. Quyết định rồi, tớ sẽ qua phòng cậu đấy. Ơ, con gì? Mày bây giờ đi nè. Im đi, đừng có la ông sầm. La ông sầm rồi nó sẽ nghe đó. Ôi trời, hả cái nhà đông lắm không? Im đi, nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất. Bây giờ em cứ nằm xuống đi. Rồi. Nghe lời anh nè. Rồi. Thân thể thả lỏng. Rồi. Tay chân bất động. Rồi. Khí gấp qua một. Đứng ngồi hay nằm ở đâu cũng được. Rồi. Chỗ nào cũng được. Rồi. Ta bắt đầu nha. Một, hai, ba. Không thể nào tin tưởng được trong ngôi nhà này là có điều tàn khốc đang xảy ra. Em không chấp nhận cái chuyện này đâu. Bây giờ anh tính làm sao đây? Giờ ba má mình không tính. Không thể nào là... Bây giờ anh tính làm sao đây? Em thì không chấp nhận chuyện này rồi đó. Tại... Sao không trả lời? Dương Dương cái miệng khó chịu không trả lời được. Tự nhiên đem ba cái bông này để nó làm gì không biết nữa à. Ủa, à quên. Trời bỏ ra coi ơi. Trời đất ơi, đâu có nùi vậy? Trời ơi, bông trong nhà vệ sinh cũng tháo ra gắn luôn. Trời ơi. Trời ơi, chúng vô thay cái áo cho tôi nghe chưa? Bây giờ em tính sao? Chứ em thấy là em không chấp nhận rồi đó. Vi. Dạ. Con lên lầu mời ông ngoại bà nội xuống cho ba má thưa chuyện. Không được đâu. Tại sao không được? Ông ngoại với bà nội hả đang ứa ừa đó. Chính vì ông bà như vậy mới kêu con lên mời ông bà xuống, con nghe chưa? Chính vì như vậy con mới không thể lên được á má. Sao con lên không được? Kỳ lắm. Kỳ lắm phải không? Giờ lên đó là kỳ đúng không? Ở đây là không kỳ đúng không? Lấy chổi trà coi kỳ không? Ê má, để con tự giác. Khoan đã. Tới cửa phòng, nhớ gõ cửa đàng hoàng. Đừng có xông xộc vào. Thấy hết. Con biết rồi, con có kinh nghiệm rồi. Khoan. Dạ. Nhớ đeo thông mắt kính đen nữa. Chơi vậy ba? Lỡ có thấy cũng thấy mờ mờ thôi. Dạ. Phải giảm tối đa cái tầm sát thương mắt lại. Trời ơi, bởi em nói thiệt á, ba em thiệt là bồng bột quá mà. Bồng bột. Bồng bột mà biết bồng má anh lên giường. Anh nói vậy sao được? Má anh mới là dại khờ. Má mà dạy khở gì, nhiều khi má là người thành phố, má mới dạng hơn ba, biết đâu mắt cua ba làm sao. Từng ấy tuổi rồi cũng bị dụ. Hả? Nói vậy mà nghe được à? Bây giờ anh tính sao đây? Cái gì vậy? Hả?
Mày không cho tao ở thì mày đuổi tao về. Kêu tao đi về. Chứ sao đang ngủ mà kêu như vậy là sao? Hả? Sao kỳ? Không ra cái thể thống gì hết. Đúng ra mỗi lần lâm trận mà chứ cái tuổi của ba như vậy thì phải yếu đuối mới đúng chứ. Sao giọng còn mạnh mẽ quá vậy? Nói bậy gì đó. Bực bội quá đi. Trời đất ơi. Ủa ba. Sao hình ảnh và âm thanh nó khác nhau hoàn toàn vậy? Anh đỡ ba coi. Ba có sao không ba? Ba cái bậc thang bơi. Cái bậc bơi. À. Cái. Tôi chừng bước bước từ từ ba. Cái. Đó. Bậc. 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 Trời. Được không ba? Thang. Trời đất ơi, thôi chết ba tôi rồi. Bây giờ con, sao đây? Con nói biết bao nhiêu lần rồi. Ba ơi, lâm trận phải biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng chứ. Ba không ngờ trận nào ba cũng thắng. Dạ. Trận này ba tự tin quá. Dạ. Nó quanh ba tơi tả con. Ba phải biết tự lượng sức mình chứ. Thôi ba ngồi nghỉ đây đi nha. Quéo cạn hết rồi. Cái ghế nào? Ở đằng sau ba. Ba không phân biệt được chỗ ngồi nữa đâu. Mày mày ấn tao xuống đi. Buông ra. Cẩn thận đó nội, té đó, cẩn thận. Tôi không cần. Cẩn thận đi. Trời ơi, tôi khỏe như rửa mà ôm ôm tôi đợi đợi tôi cái chí. Tôi đi được mà. Tôi bước đi rất rõ ràng mà. Bà má thấy không? Bà nội mới có hai lần mà khỏe dễ sợ luôn á. Má. Má ngồi đi má. Chắc má mệt lắm đúng không? Má ngồi nghỉ đi. Dạ. Dạ. Con kính thưa ba. Dạ con kính thưa má. Dạ. Con kính thưa ba má. Trời ơi. Dạ vài ngày trước đây thôi à, vợ chồng chúng con ở một nơi xa xôi. Nơi đó người ta gọi là Singapore. Thì mới nghe cháu Huy gọi điện thoại. Dạ dạ thôi dạ để dạ con nói tiếp. Dạ con chắc con. Dạ, dạ dạ con hơi nóng. Dạ xin lỗi má à, cho anh có ý kiến xíu mình. Chuyện gì? Vi. Dạ. Lên trên lầu ngủ đi. Con chưa buồn ngủ mà ba. Lên trên lầu lấy 10 viên thuốc ngủ uống vô ngủ đi. Nói gì đó? Ba xúi tì quá à. Má. Gì con? Má. Dù gì con cũng có công phát hiện mà má. Ý con muốn làm sao? Muốn dạ. Thưởng đúng không? Dạ. Được rồi. Bây giờ con thích thưởng phải không? Dạ. Không lên lầu ở đây muốn thưởng đúng không? Má lấy chở trà thưởng. Má hỏi đang tùm lum con chuyện hết mà. Má lúc nào cũng chổi trà. Đã đảo độc tài mà. Con nói cái gì kỳ vậy? Hả? Con cái rồi. Riết. Con biết cái gì tôn ti trật tự cả. Con nói má con như vậy sao? Cái gì? À không, nó nói anh đó mình. Nó nói anh đó mình. Giận, hết sức giận. Mình nói tiếp đi mình. Dạ con thưa ba, dạ con thưa má. Dạ nói chung là vợ chồng con ở bên Sinh á, con Vi nó gọi điện qua nó nói hết cho vợ chồng con biết về ba má rồi. Nói chung là con cũng thấy khó chịu lắm. Nhưng mà hồi nãy vợ chồng con có đi ngang phòng ba má, vợ chồng con có rình à, dạ không, dạ. Ê, dạ, dạ, dạ không, dạ, vô tình. Vô tình con đi ngang. Nghe là ba nói cái gì mà khí gấp qua mồm, đứng nằm hay ngồi, ở đâu cũng được, chỗ nào cũng được. Nói chung là bây giờ con muốn biết là ba má đang làm cái gì ở trong phòng ạ. Tụi bay biết hết rồi hả? Dạ con biết hết rồi ba. Biết rồi tao khỏi rung nữa, tao mệt quá đi. Tao rung đặng cho tụi bay thấy tao tội, tụi bay thương, tụi bay kêu vô ngủ. Tại tao sợ cái cuộc chất vấn này. Giờ bay biết rồi, thôi tao nói luôn. Rồi sao? Dạ thì con thấy là ba má, tại sao ba má là trai gái mà tự nhiên chui vô chung phòng, con thấy không có được. Tại vì nam nữ thọ thọ bất thân mà, đúng không ba? Rồi sao? Dạ thì con thấy ba má không có nên gần gũi với nhau quá. Ba má là xu gia của nhau nữa. Thôi mày mắc cười quá mẹ ơi. Chứ mày đứng mày nói nhảm hoài.
Bây giờ tụi tao về bình thường được rồi, có gì đâu. Nhưng mà ba má làm cái chuyện đó mà không thể nào chấp nhận được. Bây giờ ba lớn tuổi, má lớn tuổi rồi, ba với sao má mày vô duyên vậy? Bây giờ tụi tao lớn tuổi rồi mà tụi tao còn làm được, mày phải vui chứ, sao mày rần rần vậy? Trời ơi ba, tao lấy mày phải mừng chứ. Sao ba có thể nói như vậy được? Ba với má bây giờ là xui gia của nhau mà. Có gì không nói, mày hỏi bà coi bà thích không. Chết. Ây da. À, tôi còn lên mạng cho bà coi phim nữa đúng không? Đúng rồi. À, chỉ bà nhiều kiểu lắm đúng không? Ôi con trời ơi, má ơi, má là người phụ nữ chính duyên mà. Cái chuyện gì má cũng... Mà sao nay má lại nói chỉ thích đơn giản gì hả má? Trời con ơi, vui lắm con ơi. Bây giờ con ơi, bỏ thời gian ra mà truyền cho con. Mà dạy cho con bao nhiêu là kiểu ấy. Trời đất ơi. Trời ơi, má không có thể nói như vậy được. Con không có chấp nhận như vậy đâu. Bây giờ ba với má là xui gia của nhà. Sao mày vô duyên quá mày. Mày nói tới nói lui mày cũng có xui gia hoài ba... Bây giờ tụi tao già rồi nè. Ai cấm tụi tao không được tập khí công? Mày nói đi. Ừ. Ba nói gì? Tập khí công. Ừ. Ba thân thể má... thả lỏng. Ừ. Tài chừng bất động. Ừ. Khí gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, chỗ nào cũng được. Đó. Ủa vậy là ba má tập khí công với nhau hả? Ừ. Tập khí công. Vậy mà con với má, trời, con với lại vợ con nước tử là ba với má đang hai vợ chồng bay mới nên uống thuốc ngủ. Mà uống cũng không có nằm mơ được đâu con. Lâu lắm, xa lắm. Dạ vậy thì ba má cặp khí công vợ chồng con cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Có gì đâu suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ ừ đúng rồi, ba má mình nam nữ với nhau mà ba má vô phòng tập chung hay mình ra phòng khách mình tập cho nó khoảng, nó mát nữa, nó thoáng nữa. Không được mô, tao mà tập mà ai mà đi ngang mà nhìn tao gì lắm hay tao. Bà mắc cỡ. Không làm được. Tại từ xưa giờ bà đâu có tập gì đâu. Tự nhiên tao lên tao bài bà tập đồ này nọ, tự nhiên à hồi xưa giờ bà sợ đàn ông thấy mồ. Tự nhiên là tao lên tao suối bà lại làm rồi mất công tụi bay cười bà, thử bà mới kêu vô phòng bà tập đó. Mà con thấy má đâu có chịu cho ai vô phòng má đâu. Lần trước ba vô lộn má la quá trời, sau nay má để ba vô phòng má vậy. Ừ. À, vậy má với ba có gì với nhau không? Thôi mệt quá. Giờ tao nói thẳng với mày luôn nè. Tao có tình ý với bà đó, giờ sao? Can đảm lên đi em mình, cha mẹ nó mà. Nó con mình chứ bộ nó mẹ mình sao mà lo. Ba, không có được đâu ba. Sao không được? Ba nghĩ đi, ba với má là xui gia. Bây giờ ba thích người phụ nữ nào khác cũng được, má với người đàn ông nào khác cũng được. Nhưng ba với má nhất định thì không thể nào được tao đâu. Tao nói cho mày nghe, người đàn bà nào khác cũng được, nhưng quan trọng á là có đồng cảm không, có yêu nhau được không. Nhưng mà quan trọng là cái trái tim kìa. Nhưng mà ba với má là xui gia của nhau. Xui gia chắc không phải anh em ruột. Mày đừng có tào lao. Má ơi, má con nói ba không được. Bây giờ má can đảm lên đi, có anh chống lưng nè. Má đừng có nhìn ba nữa, má nhìn con đi. Bây giờ má có thương con không? Má thương. Má có thương chồng con không, con trai duy nhất của má đó? Má thương. Còn hai đứa cháu của má nữa. Con biết má thương vợ chồng con, má cũng hy sinh cho vợ chồng con rất nhiều rồi. Má ơi, má cũng lớn tuổi rồi, má ráng thời gian nữa đi má. Má ráng hy sinh thêm đi. Má cũng còn bao lâu nữa đâu má. Ê mày chù ghệ, tao quýnh chết mẹ mày nha. Ê mày nói cái gì không còn bao lâu mày. Má, má nhìn đi, má với ba nhìn đi. Bây giờ vợ chồng của con đã có địa vị trong xã hội hết rồi. Con cái cũng đã lớn rồi, con Vi một lúc nào đó nó cũng sẽ lập gia đình. Bây giờ ba má nghĩ đi, nếu như ba má xảy ra cái chuyện này, ba má là xui gia của nhau, ba lên thăm má rồi lỡ ba má xảy ra chuyện này, vợ chồng con ăn nói làm sao với đồng nghiệp của con, chồm sớm ở đây rồi ngay chỗ tụi con ở nữa, mặt mũi nào nhìn bạn bè rồi những người thân trong gia đình nữa, con không chấp nhận cái chuyện này đâu. Anh nói với má một tiếng đi. À, mình ơi, anh thấy cái vấn đề này cũng đâu có gì đâu mình. Cái gì? À, không được đâu má, không được đâu. Dạ, vợ con nói không được là chắc chắn không được rồi má. Dạ, chắc không được đâu. Dạ. Má, má thương vợ chồng con đi má. Má còn hai đứa cháu của má nữa. Má nghĩ cho con đi má. Thôi, đừng nói nữa. Má hiểu rồi. Nhưng tôi là dân nhà quê mà, tôi không dám leo lên xe có máy lạnh của bà đâu. Tôi sẽ đi theo kiểu nhà quê của tôi. Tôi biết đường ra sân bay mà. Tôi về đó nghe.
bà đã đầu hàng rồi thì tôi còn tranh đấu để làm gì? Tôi hỏi bà, thời buổi bây giờ còn ai gọt đầu bôi vôi thả bè trôi sông nữa không? Nội, đúng rồi đó nội, bây giờ không còn chuyện đó xảy ra nữa đâu nội. Vi, đúng không bà? Ừ, theo bà thấy cái tình huống này á. Tôi về đây. Má! Đúng rồi đó má! Thời buổi này không ai gọt đầu bô vô bỏ bè trôi sông đâu má! Má! Can đảm lên! Đến như nãy luôn đi má! Cái gì? Đi cùng hả? Ăn cái gì vậy hả? Trời ơi! Bà nhập tôi rồi! Con, trước tiên bà xin cảm ơn bà đã nhập con đúng lúc. Sau nữa là bà cảm ơn con đã đồng ý cho chuyện tình cảm của ba má. Bà chỉ cần một mình con đồng ý là được rồi, bởi sổ đỏ của bà con giữ. Còn đối với con kia, nó là con ruột của bà, bà đã đẻ nó ra được thì bà sẽ nhét nó vô được. Ba, còn đối với em, ngày hôm nay trước mặt con cháu, anh sẽ công khai can đảm nói về tâm tư của mình. Muốn nói mà sao nó cứ ngại ngại như trai tơ ấy. Hoàn cảnh này chắc anh không nói được. Anh sẽ mượn một câu hát mà ngày xưa Lệ Thủy đã hát lâu lắm rồi để anh nói với em. Mong em nghe câu hát này. Anh muốn nói gì? Này em ơi, anh muốn cùng em thề câu chung thủy, không thay đổi lòng mình, bên nhau đi đến cuối con đường. Ô ô ô ô. Đi với anh nghe, khỏi cần lấy đồ. Anh sẽ về quê lấy thẻ cà mua cho em mặc, mình giàu mà. Trời, hai cha con đi theo luôn đi. Trời ơi, dân chơi bất cần thân thể, đi theo qua con. Tới nhà mình rồi đó ngoại. Ờ, ngoại thấy nhà mình đẹp không? Nhà đẹp quá mà cao quá, đi bắt mệt à. Rồi ba má con mới sửa lưng 3 thẩm luôn á. Lên chi cao dữ rồi, đi bộ mệt cũng chết. Mai mốt ông ngoại cho tiền nhà con xây thêm cái thang máy. Ở dưới quê ông ngoại còn mấy cái thang tre đó, lấy đi rồi lên ha. Thang tre này nói gì nữa? Ủa cho ba má mày đâu hết? Dạ ba má con ngủ chưa có dậy nữa. Giờ này còn ngủ hả? Dạ. Chết cha rồi mình ơi. Trời ơi sao mình còn nằm dậy đó nữa. Ba má con ngày nào cũng vậy hết á ngoại. Nhanh lên anh ơi. Rồi Nhanh Chết rồi. Bây giờ không biết sao đây nè. Dạ anh chào ba. Cô chào ba. À, hai đứa bay đi đâu đó? Ba ngồi ba chơi xíu đi, con ra sân ga đón ba xong mình về gặp ba sao nha. Dạ. Ơi chết cha. Ủa sao không đi đón cha bay đi để nó chờ? Dạ. Dạ. Con chào ba. Dạ. Dạ thưa ba, dạ tối qua tụi con đi làm về trễ. Dạ. À, làm việc hơi trễ. Dạ. À, ngủ cũng bị trễ. Dạ. À, suy ra cuối cùng thôi nín đi. Dạ để giận nó tiếp. Dạ. Dạ chồng con dài dòng lắm, để con nói cho ngắn gọn. Dạ dạ. Dạ thưa ba, tại tối qua vợ chồng con làm việc khuya quá nên sáng dậy trễ. Dạ. Ủa mà ai đưa ba về đây hay vậy ba? Cũng may tao còn được đứa cháu ngoại, chứ không thôi là giờ này tao ở ngoài bến xe rồi. Là con đón ông ngoại lên đó hả? Con á. Trời ơi thương quá à, con gái của mẹ vợ vậy đó. Ba thấy không ba, mình xin con gái làm cái gì đúng không ba? Xin con gái là để nhờ đúng không ba? Sao? Ôi con gái cũng tùy con nè. Dạ. Tao cũng đẻ con gái nó để tao ngoài bến xe đó.
Dạ con xin lỗi ba, hơi có gì mốt để con tranh thủ con dậy sớm. Dạ chết cha rồi mà nói. Ủa tao mới lên tao chết rồi hả? Dạ dạ không phải. Dạ chết rồi ba ơi. Con cũng không biết sao bây giờ nữa. Ba lên vậy rồi nhưng mà hôm nay con có họp với công ty đó. Con họp với ban giám đốc luôn. Chuyện quan trọng lắm ba. Mà bây giờ ba lên đây rồi. Có họp giờ... hả? Dạ có họp. Tôi chết ba ơi. Rồi trời dạ. Ơi làm sao đây? Chết rồi bây giờ sao ba? Bây giờ sao anh? Bây giờ sao con? Thì đi họp đi. Dạ. Đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra. Trời ơi, dạ con đi nha ba. Để con lên con sửa soạn rồi con đi. Anh. Nhanh lên đưa em lên công ty liền. Dạ. Kính thưa ba, mong ba thông cảm cho vợ của con. Vợ con lúc nào cũng vậy hết trơn á, lúc nào cũng hốt hoảng hết trơn á. Bởi vậy cho bạn bè đồng nghiệp đặt cái tên một cái tên rất là kêu là nữ hoàng hốt hoảng. Dạ. Ba thông cảm chứ. Dạ. Tao còn la gì nó. Dạ. Con của ba biết mà. Dạ. Con này nó vậy đó. Cái dạ. Lật đật lụp chà lụp chụp quên chỗ nọ quên chỗ kia. Dạ. Cũng may là có mày. Dạ. Ông bà mình có câu thế gian được vợ mất chồng, được cả về đôi thiên lôi nó quánh chết. Dạ. À, được con nhắc nhở nó cũng đỡ. Dạ xin phép ba con gọi nghe điện thoại xíu. Nghe đi con. Dạ, cảm ơn ba. Ba mày nói vậy mình lịch sự. Dạ. Ở đâu đó rõ ràng. Alo. Dạ. À, tôi nghe đây. À, cứ nói đi. Tôi nghe. Nói lớn lên. Ôi trời. Chết rồi trời. Ngoại ơi có làm sao không ngoại? Nam nhi đại trượng phu, đầu đổ trời chân đạp đất, nói năng thò thảy con gái, làm sao nghe được ha? Sao nói? À tôi quên hồ sơ hả? À tôi quên, tôi lên liền. À ba, bây giờ ba có giờ con quên cái hồ sơ, giờ sao ba? Thì lên lấy đi. À dạ con lên lấy, cảm ơn ba. Dạ trời ơi, hồ sơ đâu rồi trời ơi trời. Mới nói con vợ nó đây ta tưởng nó được, cuối cùng cũng y vậy. Anh vô đây làm ba cái gì chuẩn bị chở đi. Hồ sơ của tôi đâu? Trời ơi hồ sơ của tôi đâu? Trời đất ơi hồ sơ thì anh để ở đâu? Anh sợ anh để đâu? Hồ sơ tôi để đâu? Làm sao tôi mới để đâu? Con tìm cho ba đi con. Hồ ba sơ để đâu? Chết, chết chắc rồi. Ba không biết đâu. Để cái hợp đồng này chết. Ta đâu có ăn cái hồ sơ. Có đây đâu ba. Hồ sơ đâu? Con chạy qua tìm đi. Có gì má? Cái này phải không anh? Ba ơi. Màu xanh đúng không? Ba ơi có. Đúng rồi màu xanh. Con phải ba. Trời đúng không? Trời ơi bởi em nói anh. Đó tôi chạy qua tôi lấy. Ôi mình ơi mình đâu đây, rồi đây mình ơi tôi gấp lắm mình ơi đây em chẳng qua tôi lấy qua lấy. Trời ơi trời mình đất ơi đất. Mình ơi có ai đây đâu không đây nè. À đến qua lấy đến mình ơi. Trời đất ơi trời ơi mình ơi vợ tôi đâu rồi vợ đây, tôi đâu em đây. Trời ơi khổ ghê vậy để anh qua lấy. Trời ơi mình ơi đừng giỡn mình ơi tôi mệt lắm rồi em nè. À mình đi. Mày đứng lại đây. Dạ đứng lại. Con này nhào quá. Dạ. Bà nổ cha bà đi xe không mệt rồi về đây say sống à. Dạ. Làm cái gì mà chạy như tôm mình Jerry. Dạ. Dạ. Đi. Mình thấy tôi sao? Mệt mỏi. Dạ rồi. Tôi đẹp không? Trời ơi mình ơi nay mình đẹp quá mình ơi. Cảm ơn mình. Dạ. Ừ mình thấy em sao mình? Trời ơi. Đẹp quá mình ơi. Ôi em đẹp lắm phải không mình? Hai vợ chồng mình đẹp quá mình ơi. Con đẹp. Dạ ông ngoại cũng đẹp nữa. Con đẹp hơn. Ông ngoại đẹp hơn. Con đẹp hơn. Hai ông chồng cũng đẹp. Tại mình rảnh á. Bà nụ cha bây giờ trễ giờ đi làm không lo đi làm đứng đó tự khen nhau. Dạ. Dạ. Má dặn ngồi dọn đúng hết trơn. Mình dạ. đứng đi. Dạ kính thưa ba. Dạ. Vợ chồng con xin phép đi làm. Ờ. Dạ. Đi. À trời đất ơi. Cái sao công ty vô? Trời gì đâu ơi. Bội. Ta nói bây giờ trộm đạo dữ lắm. Đi ra đường cái cửa sổ cũng phải đóng nghe không? Dạ. Đứng đi. Má dặn ngồi dọn đúng hết trơn. Dạ kính thưa ba. Vợ chồng con xin phép đi làm. Dạ. Cái giỏ em đâu? Cái giỏ? Võ thường đi làm anh lấy gì cầm võ cho má, tao má. Có biết bao nhiêu chìa khóa trong đó anh biết không? Chị má thường thường anh cầm cái võ này nè hồi nãy má đưa cho con rồi, mà rồi. Má đúng rồi nói đi con chạy qua anh được con má đứng bên đó để mẹ qua con đưa trời má. Rồi bây giờ má rồi đứng bên đó mày đứng đây à hô hốt đi liền đi tao mệt quá rồi rồi chưa đầy đủ chưa đầy đúng chưa rồi mày đứng đây má dặn ngồi dựng đúng hết trơn trời dạ thôi, dạ vợ chồng con đi luôn dạ đi ba má ơi ông ngoại ở phòng nào ba thấy cái phòng nào mà sập
vô ba nằm ngủ nha ba. Biết rồi. Về dẫn ba đi nhà hàng ăn. Biết rồi. Dạ. Tao thèm ăn nhà hàng quá tao lên. Cho ba má mày ngủ rồi con. Dạ. Ba má con là vậy á. Hồi đó hả, có nội nhà còn nội nhà. Công việc của nội con nè, công việc của má con nè, công việc của ba con à, nội nhắc hết luôn á. Có cuốn sổ ghi lịch lại hết. Còn công việc của con á, con tự làm, con tự học, đâu cần ai nhắc đâu. Đúng rồi, phải vậy mới được. Dạ. Mà bà nội đâu? Dạ, nội con đi chùa rồi. Chừng nào mới về? Chắc phải vài bữa nữa mới về á nội. Ông ngoại chết rồi ông ngoại. Chiều nay con có đi học thêm mà con quên nữa. Thôi ông ngoại ráng ngồi chơi mình con đó nha. Tôi lên thăm con hay là ông vô bệnh viện tâm thần? Đứa nào cũng quên hết trơn. Ôi, thôi tự lo ơn cho rồi. Mệt ghê. Ông ở phòng nào đây? Dạ, ba má nói là ở phòng nào cũng được hết đó ngoại. Chó. Chó. Úi trời ơi. Ủa chắc dớ chém rồi chứ, là kì đấy trời ơi. Trời ơi, chị ơi, Vi ơi, Tuấn ơi, trời ơi. Ôi nhà chị thì lật là kì, tôi mà đi vặn cả nhà tám quán. Trời ơi là trời, sao mà là chế mà là quả đi trời ơi. Ô trời ơi. Trời ơi, cô ơi, cô ơi, cô ơi, cô rắn mà con lâm rắn mà con chuột chuột trúng vô trong giường của ba. Cô ơi, cô chết mẹ, ba thấy cái gì mà ba kêu tha thiết vậy? Ôi trời ơi, cô ơi. Chị Xuôi, tôi mà. Cô nào đây rồi tôi? Ôi trời ơi. Ôi trời anh Xuôi. Vậy? Ôi trời anh Xuôi. Biết rồi. Trời ơi anh lên kiếm uống mà tôi không miệng đây. Trời tôi ơi. Tôi mới lên chị à, chị khỏe không? Ủa cha tôi sao quả anh không ơi. Biết chị ở nhà. Rắn mà tôi không miệng đây. Ở dưới này có cái giống ồn gì mà bà quơ dữ vậy? Anh Xuôi ơi. Cái gì? Rắn mà trong nhà tôi mà anh ở chuồng. Trời ơi trời, tưởng cái gì? La làm hết hồn có mặc quần này ở chuồng nào? Trời ơi mà có la. Đẹp không? Màu đẹp không? Vô mặc quần anh ơi. Tự tin như người mẫu vậy đó. Cái gì? Muốn bắt quần không? Ở dưới quê á, ở trong nhà bận quần xà lõn nó quen rồi, gió nó luồn qua luồn lại nó mát. Trời được rồi, bình tĩnh lại đi, tôi vô tôi mặc quần. Bình tĩnh lại, đừng có xỉu nha. Bà mẹ nó chồng chết mấy chục năm cho coi không sướng thấy mẹ rồi. Anh nghĩ tới cái tình huống mà má già mà thấy ba mà tơ quơ vậy chắc
Anh nghĩ chắc sập nhà quá. Sập nhà cái gì má, gọi điện la em ứng xong luôn. Ừ. Con. Ủa, con. Chuyện sao vậy con? Dạ. Chuyện sao? Bà nội gọi điện la má quá trời luôn. Bà nội gọi điện cho má hả? Chứ sao, má lật đật má chạy về nè. Sao con? Chuyện đâu có gì đâu. Tại vì hả, ba má nói á là ông ngoại một lát vô á ở phòng nào cũng được. Ừ đúng. Thế hả? Má nói. Ông ngoại em mới vô phòng của bà nội. Trời, trời ơi. Má cười lắm á. Ông ngoại vô phòng của nội á, ông mặc cái quần dài, mặc cái quần ngắn gì nè, còn màu hồng nữa chứ. Bà nội vừa bước vô la quá trời luôn, con bay nước trà rửa mắt nữa. Trời đất ơi, lúc đó chắc hai ông bà bực bội khó chịu quá đi mà. Chứ ta mắc cái chứng gì mà ta ở dưới quê ta mặc quần xà lõn lên đây bắt ta mặc quần dài ở trong nhà nó ngứa ngay, nó khó chịu à. Thôi ba thông cảm đi. Má con hơi chỉ khó cái gì khó vừa vừa thôi chứ. Ủa mà ba, ba làm gì má con la dữ vậy ba? Ba thấy ta mặc xà lõn thôi mà ba la vậy đó. Mà ba mặc tới đâu? Ta mặc tới đây. Tới đây là má con còn la chứ huống gì ba mặc tới đó. Khó gì mà khó quá. Thôi ba thông cảm. Thôi giờ vậy đi. Ba mới lên đây ba hay đi lộn. Thôi con Vi. Dạ. Làm hai cái bảng, một cái đề là phòng ông ngoại, một cái đề phòng là bà nội. Dạ. Để cho ông ngoại đi khỏi lộn nữa nghe chưa? Dạ con biết rồi. Ừ, ngoài. Lát nữa con đi làm liền á, ông ngoại vẫn bực nữa nha. Bực mình. Thôi, ba đừng có buồn, lỗi với là tại con á. Tại má nói với con là má đi chùa với bạn má tới một tuần lận. Đâu có ngờ tự nhiên mới có 3-4 ngày cái má đi về rồi cái ba lên. Bởi vì ba má đụng nhau con đâu biết đâu. Thôi mà ông ngoại đừng bực nữa mà. Lên chơi với con cháu, ông ngoại phải vui chứ. Chứ hả, ông ngoại ở dưới quê có một mình buồn hiu làm gì. Còn bà nội con cũng vậy nữa. Bà nội con ở trên này có một mình cũng buồn hiu à. Con thấy á, ông ngoại với bà nội mà ở chung á là vui lắm luôn á ba má. Con ấy, ăn nội chi mà vô hộ rứa mí. Ở chung sao mà ở chung. Dạ. Chào anh Suối ạ. Tôi chào chị. Dạ. Ủa cha, rằng mà anh Suối lên mà không bảo trước với tôi mà biết anh lên là tôi không đi chùa, tôi ở nhà, tôi đón anh. Xin lỗi, tại vì công chuyện ở dưới vừa mần xong, tôi thấy rảnh rỗi thời gian, tôi lên tôi thăm sắp nhỏ. Dạ. Ngó vậy chứ quay qua 2 năm trời rồi nó không có gì dưới nó thăm tôi, dù nhớ dạ. Tụi nó tôi lên. Dạ. Thôi xin lỗi, sẵn đây cũng xin lỗi chị về cái vụ tôi vô lộn phòng nghe không. Ủa trời, không sao đâu. Anh ơi, người nhà quê ngu không biết không buồn. Dạ con thưa má. Má biết sao không? Tại ở dưới quê á, cái nhà con á xây luồn tuông hết trơn à, ba quen cái ba điên vậy đó. Dưới nãy con đi con có dặn ba vô đâu cũng được nên ba con không có biết. Má đừng buồn ba con. Dạ. Ba. Không sao đâu anh, tới nội rồi. Ở dưới quê là như rửa đó. Có gì muốn vô thì cứ đi sùng sọc vô. Đi luôn tường như nữa. Chứ trên ý là không. Dạ. Trong cái nhà này lại càng không anh ạ. Muốn vô phòng người ta mình phải gọi kêu cốc cốc cốc, người ta chó vô mình mới vô, chứ không ngoài có như đi sông sọc với như rửa. Nội rồi. Không sao, người nhà quê ngu không biết không buồn. Dạ con thưa má. Dạ tại ba con hơi quê muộn tí xíu, nhưng mà ba con không có ý gì đâu. Má đừng nói vậy tội nghiệp ba con. Con qua con kiềm chế bà nội con lại đi nha. Chứ để bà đi quá đà là ông chặt lại ráng chịu đó. Mà tao chặt là tao xả bằng rửa không đó, tao nói cho mày nghe. Ngoại đừng có vậy mà ngoại. Mình đang vui mà ngoại. Dạ ngoại. Bây giờ để anh đưa ba đi chơi đi. Ông ngoại biết sao không? Tại vì nội của con á tính hơi kỹ chút xíu. Ai mà người lạ lạ vô phòng của nội con á mà chưa tắm rửa cái là ngày nội con nghe mùi khó chịu là nội con mắc ói à. Chị Vi con nội chị ỏi chi mà ỏi. Ba tắm chưa? Chưa, mới vừa lên nè, tao mới vừa lột cái quần ra cái bả nhào vô tao nhào ra đó chứ tắm đâu mà tắm. Má không kịp đâu. Đây bả là bả cố tình bả chơi ông. Chứ không phải là ói mửa gì đâu nghe. Bà cố tình dằn mặt tao. Mày nghe tao nói một câu bà nuốt ngược vô nè. Con à, coi đưa má bay đi khám đi. Khám gì ba? Đưa vô Từ Vũ khám. Không chừng là cấn thai đó. Sao má con cấn
nữa. Chắc lấy cớ đi chùa rồi gian díu với thằng nào nên giờ ói đây nè. Nuốt vô đi nghe nghe đó. Cô ấy nghe lời như một con mèo vậy đó. Đúng rồi ba. Ba mới lên Sài Gòn chơi á. Hay là để con đi con đưa ba đi tham quan vòng vòng trong Sài Gòn dạ, chơi. Dạ dạ. Tuấn ơi, trời ơi, con quên à. Sáng hôm nay là con có một cuộc họp rất là quan trọng. Dạ. Anh ơi, anh không việc nói. Hẳn là coi như là làm công ty nước ngoài anh à. Ồ, công ty là lớn nhất cái thành phố đấy. Dạ, công ty của hẳn gọi là Giang Ký mà Giang Ký Cú. Vậy? Dạ, Giang Ký mà Giang Ký Cú. À, thôi chồng mày bận quá, mày đưa ba đi dạ, cũng được. Thôi, chị. Dạ. Ôi trời ơi, là trời ơi. Dạ. Anh không việc đây. Hai vợ chồng hẳn đều là làm công ty nước ngoài. Một trong những công ty lớn nhất cái thành phố này. Thằng này á, thằng làm cái công ty gọi là Giang Ký mà Giang Ký Cú. Còn có nghĩa là Sakura mà bế ta chiếm. Chị nói mà tôi hiểu được là tôi chết rồi. Đọc tiếng Anh nó cũng đọc cho đúng một chút. Đừng có điệu quá phá hư cái chữ người ta hết. Không. Con tôi nó làm cái gì bộ tôi không biết sao. Thằng này là làm Giang Ký mà Giang Ký Cút. Mà điệu hẳn chi Giang Ký mà Giang Ký Cú. Còn con này là Sakura Beta Chip mà. Bóp vô chị dữ vậy. Sakura mà Beta Chim. Tào lao. Con đưa ông ngoại đi. Ô, mày đưa ông đi. Ê, ra đây, đi, ra đây, ra đây. Ra đây. Má. Trời ơi là trời. Mi không nhớ à. Mi phải học thêm. Trời ơi, lịch trình của Mi đây nè. Nè, 8 giờ học thêm môn toán, 10 giờ học thêm môn họa. Rồi coi như là 12 giờ ăn cơm xong ngủ giấc là học thêm môn lý. Rồi có như 8 giờ tuổi là học anh văn. Là cái toàn bộ chương trình cho ngày mai. Dạ rồi, con nhớ rồi. Hay quá, chị xui hay quá. Tôi nói thiệt, chị ít có đàn bà nào mà như chị. Dạ. Từng tuổi này rồi mà nhớ hết lịch của con, của dâu, của cháu. Chị là tuyệt vời. Dạ. Ở dưới quê tôi không có. Dưới quê tôi đàn bà hời hợt lắm. Dưới quê tôi mà có người như chị á, người ta kêu cái thứ đàn bà mà lo bao đồng đó. Mày, tại sao mày lớn rồi, mày sắp sửa có xui tới nơi rồi. Yeah. Công chuyện của mày mày phải nhớ cho mày. Tại sao mày nhờ tới má mày? Yeah. Tội nghiệp bà chứ bây giờ bà lớn tuổi rồi con. Mày phải để cho bà nghỉ ngơi chứ bây giờ mày cứ ỷ lại sức khỏe. Bà thấy mà bây giờ bà cứ sân sẩn như vậy. Biết đâu được ngày mai bà ngã ra bà chết mẹ rồi sao? Bà lo cho mày. Bà à, nếu mày không nhớ không hiểu cái này. Bỏ mày đi vô. Không nhớ ghi lên trên tấm bà. Thằng chồng không nhớ thì con vợ phải nhớ. Chứ sao kỳ cục vậy? Dạ dạ. Tại sao mày để... Anh không hiểu cái gì hết rồi. Chứ sao mày để cho bà nhớ là sao? Dạ tại con... Má... Không có được. Dạ. Mua sổ ghi vô. Dạ. Còn tao, tao sẽ tự đi mua bản đồ. Ta đi du lịch mình tao. Không có nhờ tới gái đâu nha. Ba ơi, nhưng mà ba mới lên, ba đâu có biết đường đâu mà. Ờ gì không được ba ơi. Ba ơi, không được đâu. Ba, ở tới Sài Gòn. Đất ba ơi, lắm, ba. Ê, ê, anh đi lạc. Ba để mua đi. Ba. Ôi là chưa kìa. Trời ơi, tụi con đang ở đây mà tự nhiên đùng 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 kéo nhau đi. Ra đây. Chi, Vi. Mình à. Dạ. Mình xuống đây tôi bàn chuyện với mình chút xíu. Trời ơi, em mệt quá mình ơi thiệt á. Được rồi, xuống đây rồi tôi tính. Đi. Trời đất ơi, mình thấy rồi đó. May quá. Gì vậy? Chắc má nó lên lầu nghỉ rồi. Ngồi đây đi, dễ nói chuyện hơn. Bây giờ tính sao mình? Thấy không? Ba mới lên có tí xíu thôi mà ba má vậy giờ em không biết làm sao luôn á. Ờ thì anh thấy ba nói cũng phần đúng. Dạ đúng rồi, ba em nói đúng mà. Ba em nói nhiều khi bây giờ má lớn tuổi rồi đúng không? Bây giờ mình phải để cho má nghỉ ngơi. Chứ cái gì cũng bắt má làm hết á. Mà vợ chồng mình cũng lớn hết rồi. Lỡ như một lúc nào má nhớ nhiều quá, má nhớ nhiều quá rồi má giật ngửa ra. Cái đó ba nói còn được, mình nói coi chừng. Không, em nói giùm cho ba thôi. Thì đó, ý em nói là ba em nói đúng. Thôi bây giờ vậy đi,
Sao mình? Trước mắt á, cứ theo ý của ba đi. À, vợ chồng mình đi mua sổ ha, rồi ghi vô sổ những cái lịch trình làm việc của mình như thế nào thế nào, rồi sẵn mua luôn cuốn bản luôn để dưới cửa phòng á, mình về là mình biết là ngày mai là làm cái gì làm cái gì rồi ha. Dạ, dạ thôi vậy cũng được. Quyết không làm phiền má. Dạ ha? Không làm phiền má nữa. Đi qua đi. Ê con, ê tóc kèn đâu vậy? Đây đây, má đợi con xuống nha, má đợi con xuống. Xuống lên đây mình. 1 2 Ôi trời, má ơi, má có sao không? Sao má? Hắn đạp tôi. Trời đất ơi, sao anh đạp má? Dạ không có, con sợ má kẹt lâu, má đau, con chết rồi, sao má? Vợ chồng ấy đi đâu? Dạ đi chợ. Dạ đi chợ má. Đi chợ làm gì? Dạ con kính thưa má, hồi nãy sau cuộc nói chuyện của má và ba, con cũng hiểu được đôi điều, cho nên con quyết định là con sẽ đi chợ mua sổ, mua bản để về nhà ghi lại lịch trình làm việc. À, để chúng ta làm việc ngày còn tốt đẹp hơn, không làm phiền má nữa. Nín đi. Dạ, giận nói tiếp. Dạ. Dạ, dạ, xin lỗi má, tại chồng con dài dòng quá. Để con nói cho ngắn gọn. Nói chung là vợ chồng con đi chợ mua sổ với mua bản về để nhớ cái lịch trình của mình thôi. Dạ. Mua sổ làm gì? Dạ, để. Mua sổ làm chi? Không cần. Đây, trong đầu của má là coi như là lịch trình của các con. Dạ. Trong trái tim của mẹ là coi như là tình yêu thương của các con. Dạ. Đôi bàn tay của mẹ là coi như là chăm sóc cho các con. Đôi chân của mẹ là lo cho các con từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Không cần mua sổ, không cần mua sổ. Đây là sổ. Toàn thân mẹ là sổ. Dạ. Dạ, con kính thưa má. Con biết là tất cả có cuộc hôm nay con trưởng thành và lớn lên là tất cả đều là do sự yêu thương đùm bọc của má. Đúng rồi. Con lấy rất là cảm ơn những gì của má dành cho con. Tựa như là sông bể, núi cao, con không thể nào mà đền đáp được. Thôi nín đi. Dạ, thưa má, giờ để vợ con nói tiếp. Dạ, xin lỗi má, chồng con dài dòng quá, con nói cho ngắn gọn. Nói chung là má nuôi chồng con lớn trưởng thành rồi. Bây giờ nhiệm vụ đó là nhường lại cho vợ chồng của con. Bây giờ má lớn tuổi rồi, má chỉ nghỉ ngơi, má vui chơi, má thả lỏng đi má. Tất cả để cho vợ chồng con làm hết, má chỉ cần vui vẻ thôi. Vui chơi. Dạ. Thả lỏng mà. Dạ. Thôi được rồi. Dạ. Các người không cần tôi, muốn đi mua sổ thì thôi đi. Dạ, cảm ơn má. Dạ. Tôi nói rồi mà anh chị đi thật à? Dạ. Thì trước giờ má nói gì con nghe hết trơn á. Dạ. Má ở nhà chơi. Dạ, má con đi. Nhanh lên. Ê, tôi nói với gọi là tôi. Dạ con đi má ơi, con đi, con không nghe gì hết á. Dạ. Trời ơi. Sao ăn gan cái chuyện kia. Thôi đi con. Ông ngoại ơi, hôm nay mình đi chợ á, lát nữa con sẽ chụp hình làm kỷ niệm nè. Ông ngoại nhớ mặc đồ đẹp đẹp nha. Thôi, tao không có thích đâu, mặc vậy được rồi. Ôi, ông ngoại phải mặc đồ đẹp đẹp, mặc đồ cho nó tươi tươi lên chụp nó mới đẹp chứ. Trời ơi, ông nhà quê mà tao đâu có thích cái màu tươi đâu mà sao mày rần quá. Tất cả mọi chuyện là thằng cha. Có bộ bà ba trắng nhưng bận ra nó sáng lắm, sợ người ta dị nghị. Bận cái màu này nó nhu nhu vậy được rồi. Không có thích. Ở trong nhà ba mày mới đem cái tượng con khỉ già về hả? Không phải đâu bà nội, giọt lẹ đi không phải. Ê, đèn xanh đèn đỏ đứng lại. Xin lỗi bà chị có học luật giao thông không? Đèn đỏ đứng lại, đèn xanh có quyền đi đó. Đứng lại. Trong cái nhà đi. Luật là do tôi đề ra, tôi cho đi là đi, tôi kêu đứng lại là phải đứng lại. Luật là nhà bà nghe, đó là nhà bà. Còn tôi không có dính líu gì tới bà, mắc mớ bà dùng luật với tôi. Bây giờ nó tôi dẫn tôi ra mua cái bản đồ được không? Không. Sao không được? Hôm nay là hẳn phải học thêm mà đi đâu? Học thêm nghỉ bữa có chết không? Học nhiều quá nó điên đó. Trời ơi trời, hẳn đi chơi nhiều hẳn mới điên. Qua đây. Nội. Qua đi. Bà hỏi nó coi nó thích học hay nó thích nghỉ. Được rồi. Ở yên đó. Đứng đó mà nghe. Không thích đứng ngồi được không? Được rồi. Ngồi đó vạch tay lên mà nghe. Mình đứng được không? Bà đâu có quyền gì bà lại điều khiển tôi. Đây. Muốn gì nơi anh hả? Nội. Ô cha Vi, cháu yêu cháu quỷ của bà chưa bao giờ là Vi cãi bà. Rồi bây giờ trả lời cho bà biết là hôm nay con thích học hay là con thích nghỉ? Dạ con thích nghỉ. Nói được ăn món mới hoài luôn á. Dạ ông ngoại biết sao không? Bà nội á, sáng nào á cũng cho con ăn, nào là ốp la nè, nào là bít tết nè, ăn á hả, ăn hoài mà ngán, mà nóng nữa, nóng
mụn luôn á. Ăn ba cái đồ quỷ là tại mình không có thời gian mình ăn, chứ ăn ba đồ đó nóng chết rồi. Trời ơi, cái này... ăn cháo rồi cho nó dễ tiêu. Con ăn trong bếp mà không chưa đủ sao còn mang ra ăn nữa hả Phi? Đâu có, cái này á là ông ngoại nói đem ra cho nội á. Để cho bà đi. Dạ. Dù tao với bà cứ gây gỗ nhau hoài nhưng phải để, chứ không mà bà nói tao tham ăn. Dạ. Ông ngoại chu đáo lắm, thấy không? Dạ, thấy bà anh thương ba. Má anh hôn. Dạ. Cảm ơn ba nhiều. Từ chi. U cha. Nghe cái mùi. Ê, trời ơi, ôi trời ơi. Trời. Ôi trời, dừng lại. Dừng lại. Trời ơi, tao giết người. Tao giết người, trời ơi. Sao vậy má, cái gì vậy má? Giết cây cỏ hoa lá thực vật. Trời ơi, trời ơi. Ủa, tôi làm cái gì? Lần rắn mà bao nhiêu vi trùng. Vi trùng trong bụng của ông. Ông cắt vô trong cái cây kia của tôi hẳn chết. Trời ơi. Tên giết người, giết cây cỏ hoa lá thực vật. Trời ơi, ác, ác chi mà ác. Trời ơi. Chị Xuôi, tôi xin lỗi chị Xuôi, tôi đâu có biết người thành phố mà trồng cây kỹ như vậy đâu chị. Tôi nghĩ nước này cũng đun sôi rồi, nó đâu có vi trùng đâu. Vi trùng ở trong bụng ông, vi trùng. Thôi tôi xin lỗi chị, tôi đây là lần đầu tiên mà thiệt sự tôi nói cho chị nghe, nói cho chị thông cảm cũng không phải là do tôi nữa. Tại bữa hôm qua tôi thấy có con quỷ già kia nó cắm đầu nó ói trong này nè. Má ngồi đi, má ngồi đi. Má ngồi má. Đứng nhìn rồi hả? Má ăn cháo đi má. Cháo ngon lắm. Má nói ăn cháo đi nội. Cháo à? Dạ. Sáng sớm nấu cái chi? Cháo nướng mì vì ai về sáng sớm mà ta đi nấu chảo? Không phải, cái này là cháo. Còn chạo là tôm người ta chả ra, người ta bó cây mía người ta nướng mới gọi là chạo. Còn cái này là cháo. Dạ, dạ. Đàn bà mà không biết phân biệt thức ăn thì nấu ăn con mẹ gì. Đây, ta biết rồi, ta biết rồi. Đây, mở mắt cho to ra. Nhìn vô trong đây đi. Nè. Trong đây nè. Sao? Trong cái tô đi nè ha. Là sao? Rồi trong đây là chảo. Chảo. Cái tô là cái tô, cái chảo là cái chảo. Chứ sao cái tô ni ở trong cái tô ni là cái chảo được mà sao kỳ cục dạ, quá dạ. Cô dọn có đi học không? Nên sao không? Cô dọn có nhà Đặng Vân không? Có. Được rồi, nghe đi. Rồi nghe ta Đặng Vân đây. Nha, trong cái tô đi. Nằm trong cái tô đi nè. Nghe đi kìa. Đây, ta Đặng Vân cho nghe. C-H-A-O chờ áo chào. Sát. Mà sát chảo. Mày nghe cái gì? Dạ. Mày nghe cái chảo không? Dạ. Khi thế qua sẽ hạt o áo chờ áo cháo. Mà sát cái chảo. Đâu có ra cháo đâu. Cái tô là cái tô, cái chảo là cái chảo. Sao kỳ dạ. Cục cái tô dạ. Mà kêu cái chảo hoài. Vậy dạ. Nói tao không gây lộn sao được. Dạ, thưa ba. Con kính thưa ba. Dạ. Ba thông cảm, má con ở ngoài Trung, nhiều khi phát âm nó dạ. Vậy ba thông cảm giùm cho. Cái gì? Mày nói má mày miền Trung hả? Dạ. Dạ. Xin lỗi mày, tao giao tiếp biết nhiều người miền Trung hai chướng khí như con mẹ mày hết á. Dạ. Ơi, Vi ơi. Dạ. Đây, ba nội cho con nghe. Dạ. Ba rất thương con. Nhớ cũng thương nội. Đúng rồi. Coi như mà nếu như mà món ăn nào mà bà nấu không được thì con cứ nói con không thích ăn thì coi như là bụng ba, thì coi như ba đây ba sẽ nấu ốp lá cho con. Ba điệu hạnh làm cái gì mà ốp la thì cái mẹ nó ốp la ộp lá thì con mà răng mà không ưng ốp lá thì coi như ba đây ba sẽ có chi chim bị tệ cho con. Bị tệ. Bít tết rồi mệt. Đâu mà con nhìn đổi thương quá thế con ơi. Vi ơi, coi như là lịch của con ngày hôm nay. Dạ. Là bà ơi, con vô học bài. Bà. Dạ. Lịch khoảng đó bà. Dạ, mẹ nó lên học mà. Dạ. Vi. Qua đây Vi qua đây. Tới con luôn hả má? Con Vi đi rồi là con Chi. Chi dạ. Đây. Chị ơi, dạ, là dạ. Coi như là lịch dạ, dạ coi như là con biết ngày rồi. Hôm nay là con họp hợp. Con họp với công nhân. Dạ dạ con xin phép má, giờ con lên trển con sửa soạn. Xong rồi con chạy đi lên con họp. Dạ thưa má con đi. Dạ ba ở lại giữ gìn sức khỏe. Dạ. Ôi mình.
gì anh? Mình ở bỏ tôi lại mình sao mình? Mình ơi, mình ở lại đây mình bảo trọng nha. À con Vi á, con Vi hẳn hẳn đi đi học, con Chi hẳn cũng đi rồi. Ai quen biết gì đâu mà nói chuyện. Không sao, con Vi con Chi. Ôi, nhìn đây, có rồi, có rồi. Cứ trời đất ơi, tôi nói thiệt với chị xui nha, mấy ông nhà văn mà viết văn hay nhất trên thế giới thấy cái tình mẫu tử này bẻ cây bút liền không viết được, đẹp quá đi thấy không đó, mẹ kêu con mà con nó chết đứng như từ hải à. Lại đi con, lại đây đó, não ngưng hoạt động luôn. Lại đấy, lại đấy, não nó hoạt động lại rồi kìa. À, con nghe điện thoại xíu má, xin phép má. Thẳng có điện thoại ấy. Quen biết gì mà nói chuyện. Alo, tôi nghe nè mình. Sao nãy không nói chuyện rồi tiếng. Alo, ok. Anh thấy rồi. Anh thấy rồi. Ê nha, rồi anh biết rồi, anh biết rồi. Tửng ơi, Tửng ơi. Dạ, con... con kính thưa má, vợ con trong lúc mà vội vã đi lên trên lầu lấy hồ sơ thì mới vô tình để quên cái giỏ. Bây giờ con xin phép má cho con lấy cái giỏ lên đưa cho vợ con. Dạ, đây cái giỏ đây má. Dạ, dạ thôi cũng không làm phiền ba, không làm phiền má, trò chuyện hàn huyên với nhau. Con xin phép lên lầu đưa giỏ cho vợ con. Dạ, con xin chào ba, con xin chào má. Mình ơi, mình hay quá mình ơi. Chị ơi, Vi ơi, Tuấn ơi. Thôi, tụi nó đi hết rồi, miễn cưỡng chi nữa, sĩ diện chi. Cứ suy nghĩ do mình ăn ở sao mà giờ này nói chuyện con cháu nó bỏ đi hết, không có đứa nào dám ngồi nói chuyện. Bây giờ bỏ cái thời gian rảnh rỗi ra, lên trên mạng kiếm cái bài của con Hồ Ngọc Hà đó, tập là vừa rồi. Cái bài đó nổi tiếng lắm, bà sắp hát bài đó rồi đó. Bài chi? Bài gì đó, bài nó nổi tiếng mà. Đêm dài mình em bật khóc. Bài đó. Vô duyên ấy. Hay bài, hay ai, bài hay, bài hay. Đó, mai mốt bà còn hát thêm nữa. Đêm dài mình em bật cóc, đêm dài mình em nhảy xào, đêm dài mình em hít đất đá banh, mình em là hai. Bài hay trời ơi trời, hay ở sợ. Rồi, hẳn đi hết rồi. Rồi sao? Ha? Con cậu đi hết rồi. Rồi sao? Bây giờ chỉ còn tôi và ông ở đây thôi. Bây giờ mình nói chuyện với nhau đàng hoàng, song phẳng, giống như là hai thằng đàn ông với nhau. Rồi, nói đi. Bà mẹ tôi phang chiếc dép cho trẻ làm tư à. Được nhiêu mà khoe dữ vậy? Đàn bà thì mất nết. Ngồi nói chuyện xui gia nói vậy. Nói đi, nói đi. Bà khép vậy bà nói không được hả? Muốn nói chuyện gì nói đi. Thưa ông, trong cái nhà này từ xưa đến nay là không cần đàn ông. Tôi đây, tôi vừa là đàn ông, tôi vừa là đàn bà, tôi vừa là cha, tôi vừa là mẹ. Tôi không cần ai trong trong cái nhà này. Trong nhà này là của tôi. Xin lỗi ông, nếu như không có tôi thì coi như là thằng là coi như là con rể, ông là con trai của tôi, không bao giờ là một tộc giám đốc bao nhiêu người kính nể. Xin lỗi ông, không có tôi là con gái của ông, là coi như con dâu của tôi, không bao giờ xinh đẹp dội dặn bao nhiêu người thèm khát nọ, bao nhiêu người ước ao có những phụ nữ nọ. Xin lỗi ông, không có tôi thì là cháu gái của ông, không bao giờ năm năm nay là học sinh xuất sắc toàn thành. Xin lỗi ông, không khoan, khoan, tôi... chị Xuân ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, hỏi thăm nè. Bộ đi chùa không có được ăn cơm, ăn hụt mít nhiều lắm hả? Hả? Sao ngồi nói chuyện không yên vậy? Hả? Ngồi bình thường nói chuyện cũng được mà, đâu có cần không có tôi nè. Chi vậy? Chi? Chi? Giữ hơi lại ngang. Ngồi nói chuyện đàng hoàng.
Xin lỗi ông, không có tôi. Nà nữa. Xin lỗi ông, không có tôi thì thằng cháu trai của ông không bao giờ, không bao giờ là có gì trên đời này còn đứa con nít nào chỉ 12 tuổi thôi, 12 tuổi thôi mà hắn đã đi xin. Cái gì? Thử hỏi trên gì? Đời này cha mẹ làm giám đốc cho con đi ăn mày hả? Mắc mơ cho nó đi xin. Trời ơi, đúng rồi, người nhà quê ngu không biết gì cả. Trời ơi, người ta nói tiếng Anh, nói tiếng nước ngoài không hiểu, nói tiếng Việt cũng không hiểu luôn. Thôi được rồi, ta dịch cho. Coi như ta nói tiếng, là coi như tiếng Việt là đi xin đấy, là đi xin. Nhưng bây giờ người ta nói tiếng Anh đây nha. Hắn đi du học nước ngoài, đi Singapore. Hiểu chưa? Hay quá. Học tiếng Anh kiểu này học ở đâu cho tôi học chứ? Singapore à, nói mẹ Singapore, Singapore. Rồi sao? Rồi sao? Rồi. Thôi bây giờ ta lên đây, ta gặp con, gặp cháu là ta vui rồi. Ta đâu có việc chi ở đây. Ta thẳng xe trở lui về. Ta đi về. Gì? Thẳng xe trở lui về. Chị đuổi tôi hả? Không đuổi. Không. À, chị xui, chị xui, tôi nói cho chị nghe nghe. Chị giỡn chơi, chị muốn nói tôi cỡ nào cũng được. Nhưng nếu mà chị đuổi tôi là chị bậy à. Tôi nói cho chị biết cái nhà này của chồng công vợ nghe, của con chị cũng là của con tôi. Tôi thương con tôi nhớ con tôi thích tôi lên đây tôi thăm. Không thích tôi tự động tôi về. Không có ai có quyền đuổi tôi hết. Buồn tôi ở năm này qua năm kia cũng được. Rồi sao? Chị không có quyền đuổi tôi đâu. Dạ. Dạ con xin phép má. Dạ con xin phép ba cho con nói một lời ạ. Dạ, dạ thưa má. Thật ra thì ba con không có ý lên đây giành giật dễ trơn á. Dạ ba con lên là tại vì 3 năm rồi vợ chồng con không có về dưới quê thăm ba con. Mà cứ gọi điện hỏi thăm không à. Mà vợ chồng con cứ nói là thôi để vợ chồng con thu xếp rồi chở hai đứa nhỏ về thăm ba. Thì ba mới nói là thôi được rồi, tụi bay bỏ về dưới hết rồi, bỏ mình chị xui thân gái một mình trên đó rồi ai lo. Ê bậy bậy, tao không có nói bà thân gái nha. Bậy à, cái đó bậy, nó thêm á, nó thêm. Dạ, dạ, đó vậy đó, cái ba nói thôi được rồi, tụi bay cứ ở trên đó đi. Tao nhớ hai đứa cháu để tao là đàn ông thanh niên để tao lên được rồi. Ừ, câu này tao có nè. Dạ chứ ba con không có ý gì đâu, má đừng nói về tội nghiệp ba con. Thôi được rồi. Dạ. Tôi nói như rửa, nói ít thôi. Người thông minh hiểu nhiều. Bây giờ tôi vô trong. Tôi dạ. Xin phép để vào trong tôi nghỉ một chút. Xong rồi tôi sẽ tụng kinh. Cô ấy quý phái quá. Ôi trời má ơi, má ơi. Chút xíu nó trẹo hà mà thấy không? Ba. Má con vậy đó, ba đừng có suy nghĩ nha ba, tính má con. Không sao đâu, dạ. Ta đâu có chấp nhất bả. Dạ. Nhưng mà thực tình là bả khó quá. Thôi ba tính về. Sao ba? Chút nữa ba về quê. Ủa sao kỳ vậy ba, sao ba về quê? Chưa ở đây rồi mất công. Bà khó chịu quá, bà cũng không có vui. Thôi bây giờ coi như là ba với má không có hiểu nhau đúng không? Ấy ba mới lên, ba chưa có đủ hiểu má đâu. Ba ở đây chơi lâu lâu đi, để ba tìm hiểu má. Tìm hiểu bà hả? Dạ. Ôi trời, cái ngữ này có tìm cũng không hiểu đâu con ơi. Ba... khó hiểu lắm. Ta nói bà nghe, thôi để bà về đi. Chứ tao ở đây á, rồi bà cứ hằng học vậy à, rồi nhiều khi tao lên tiếng nữa. Rồi bên binh cha, bên binh mẹ, mất công tụi bay mất hạnh phúc. Thôi để cho ba về, không có sao hết. Tao không có chấp gì bà đâu. Thôi mà bây giờ ba về quê á, là con với chồng con xích mất thiệt luôn á. Bây giờ ba về quê đúng không? Con sẽ theo ba con về quê. Cái gì vậy? Anh với con ở lại với má đi. Má nói sao để cho ba giận, ba bỏ về quê rồi đó. Em đi về quê với ba. Em với anh chia tay luôn đi. Cái gì kỳ vậy? Sao tự nhiên cái châu bò hút nhau cái rùi mũi chết là sao? Ê mày mất dạy á mày. Ê mày dí tao với má mày như trâu bò hả? Dạ. Dạ con xin lỗi ba. Ờ con dùng từ sai, con xin lỗi ba. Lựa con nào đẹp đẹp chút. Ngoại đừng có về mà ngoại.
Nói vậy thôi chứ để cho ngoại gì à. Ở đây bà nội mày khó chịu lắm ba. Ông nội chị, ông ngoại chị không nổi đâu. Ngoại đừng có về, ngoại về là con buồn á. Thôi để cho ngoại về, bà khó quá mà. Nội con á hả? Không phải đâu, thật ra nội con không có phải là khó. Khó mà, không phải, tại ông ngoại biết làm sao không? Tại vì á, bà nội của con á quá bụa 30 năm nay rồi nè. Tự nhiên á, bây giờ đột ngột xuất hiện người đàn ông lạ trong nhà. Cho nên á là nội con thấy hơi khó chịu thôi à. Cũng có thể là do mình quyến rũ quá chăng? Cô ấy cảm thấy ngứa mắt khi thấy một hot boy ở trong nhà. Được, nếu cưng muốn chết, anh sẽ cho cưng chết. Anh sẽ chơi cái trò cám treo mà heo nhịn đói. Mày năn nỉ lắm, ông ngoại mới ở lại đó nghe không? Yeah, cảm ơn ông ngoại. Ba ở lại thiệt hả ba? Hay quá vậy. Con giỏi quá. Con nói sao mà ông ngoại đỡ lại luôn vậy hả? Sao vậy con? Ủa, có gì đâu dễ mồ, tại ba má không làm được thôi. Tại sao con nói ba nghe coi. Con nói á là người quá bụa, lúc nào người ta cũng có cảm giác sợ bị cô đơn, sợ trở thành người vô dụng. Mà bao nhiêu năm nay nội làm tất cả là để chứng tỏ mình là người không thể nào thiếu trong căn nhà này. Tự nhiên bây giờ ông ngoại xuất hiện thu hút sự quan tâm của mọi người, cho nên là bà nội thấy khó chịu thôi. Trời ơi, thì ra là vậy. Con gái tôi nói chuyện hay quá trời quá đất vậy nè. Dạ. Con học cái này ở đâu vậy? Con nghiên cứu môn tâm lý đó. Con thích cái môn này lắm. Rảnh là con nghiên cứu nó. Mà hả, nội á, nội cứ mỗi lần có thời gian rảnh cái nội bắt con học hoài à. Con nghiên cứu cái thời gian đâu con học. Con có học không? Trời ơi thì có. Bộ á hả, ba má không nghe người ta nói hả? Khoan đã, phải nói cho thật hay giống như hồi nãy nha. Chứ sao? Ừ, nói cho ba nghe coi. Cái gì vậy con? Học hành như cá kho tiêu. Có nhiều thì mặn, học nhiều thì ngu. Ngu cái đầu con á. Nói bậy nói bạ. Học nhiều là càng tốt biết chưa? Ê, cô đầu nghe hay cô sao? Thôi, qua chơi với ngoại đi. Nhưng mà ông ngoại chịu ở lại rồi. Ừ, rồi má. Má phải thưởng con. Ba, alo. Ở lại nha ba. Cô nghe đây. Ba, đường ba con mới đổi á. Cũng được. Dạ. Không có sợ gì hết. Cái này ngồi nó êm nè. Dạ. Nói lớn lên. Ôi, ôi. Cái gì vậy? Kì vậy? Nam như đại tượng phu mà. Nói chuyện có thọ thể như là phụ nữ là sao? Nói đi, chẳng gì phải ngại ngùng cả. Được. Sao? Cái gì? Thằng Vinh bị tai nạn hả? Ba, thằng Vinh, cháu thằng Vinh bị tai nạn. Nó bị sao? Nghe thử. Ba, em Vinh bị tai nạn hả má? Nghe đây. Mẹ con mới nghe ba nói đó, em Vinh bị tai nạn hả má? Giờ sao? Nghe nói sao con biết đây? Giờ sao má? Nào giờ má có biết sao đâu. Giờ lên cứu bà nội đi. Dạ. Nghe thử coi. Nội ơi. Má ơi. Nội ơi, nội. Má. Nội ơi, gì? Nội má ơi. Nội ơi. Vinh nó bị tai nạn rồi. Thằng Vinh. Dạ. Đi qua kia ngồi. Bây giờ cháu cần cái gì? Bây giờ cháu cần cái gì? Nó bị cái gì? Dạ con kính thưa ba, cháu bên đó học giỏi, người ta cho đi chơi cắm trại, rồi đi chơi say mê quá vô tình chật cái chân té, chật khớp vai ba. Trời ơi Vinh ơi, tại sao con bị người ta đâm lồi ruột? Trời ơi Vinh ơi, là Vinh ơi. Má không phải má. Cháu tôi ơi. Nó bị đâm lồi ruột hồi nào? Con bà mà bà cũng không nghe được hả? Hả? Người ta nói tam sao thất bổn từ miệng nó qua miệng bà cái nó khác à. Nó đã bị đâm lòi ruột hồi nào? Nó nói con nó học giỏi quá, người ta cho đi cắm trại, trợt chân té trật cái khớp vai. Dạ, đúng rồi má ơi. Hỏi có đúng không? Dạ đúng rồi đó má. Rồi bây giờ nè, người ta mới đưa vô bệnh viện để móc hai con mắt nó ra nè. Ôi ba. Ủa kỳ vậy không? Ta đu theo cô ấy thôi. Lúc nào cũng làm quá. Dạ, giờ sao? Bây giờ nói tao mới nói tụi bay. Tao hỏi bay nè,
Con bay nó mới có 12 tuổi, bay nghe lời con nào thằng nào mà cho nó đi du học. Con đi. Im, tôi chưa nói tới bà, ngồi xuống. 12 tuổi là cái tuổi nó đang lớn, cái tuổi nó đang chuyển đổi tâm lý, nó cần cha mẹ ở gần nó để dạy dỗ uống nắng nó. Yeah. Ông bà mình có câu măng không uống tre là sao uống. Yeah. À, bây giờ bây nghe lời, bây cho nó qua đó du học. Năm 10 năm sau nó về, nó không nhìn cha nhìn mẹ, nó mất tình cảm mẹ cha. Lúc đó tụi bay có khóc cũng muộn rồi. Hả? À, bây giờ bây cho nó qua đó, bây nó ở với ai? Dạ. Hằng ơi, với cô ruột của Hằng. Cô ruột cũng không bằng cha mẹ. Không cho ruột ăn, chọc ruột ruột đau. Chừng nào chọc thì ruột mới đau. Ông không hiểu gì hết. À, mới là không hiểu. Tôi nói cho bà nghe nè. Dạ, dạ, dạ. Chưa dạ. Bao giờ gây lộn với đàn bà. Dạ, con mời ba ngồi. Ờ. Dạ, con mời má ngồi. Dạ. Dạ, con kính thưa ba. Ờ. Dạ, con kính thưa má. Dạ, con kính thưa ba má. Ờ hết. Và chỉ ít phút trước đây thôi, con nghe một cuộc điện thoại gọi từ phương xa gọi về. Nơi đó người ta gọi là Singapore. Rồi, kể chuyện trong đêm rồi. Khi nghe xong cuộc điện thoại, lòng dạ rối bời, như ai cào, ai xé. Trời ơi. Hỏi bậc đấng sinh thành nào, khi nghe con của mình bị tai nạn mà có thể cười vui được kia chứ. Cao xanh ơi. Thôi lên. Dạ. Anh Vũ Linh cho em xin chữ ký nữa không? Con bà đó nha. Dạ, con xin lỗi ba, xin lỗi má. Tại chồng con dài dòng quá. Thôi vậy con nói cho ngắn gọn. Nói chung bây giờ Vinh nó bị tai nạn bên sinh rồi, vợ chồng con phải qua đó để chăm sóc cho nó. Ba má ở nhà cho giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bé Vi giùm con. Được rồi. Biết rồi. Chăm sóc má giùm con nha ba. Được rồi, tụi bay cứ đi đi. Dạ, dạ. Con kính thưa ba. Con kính thưa má. Gì nữa anh? Dạ, con kính thưa ba má. Trời ơi, hoài. Dạ, chốc lát nữa đây, vợ chồng con phải đi một nơi xa. Nơi đó người ta gọi là Singapore. Thì ông bà có câu: nước xa làm sao cứu được lửa gần. Nơi xa xôi, gia đình này không biết gửi trọn cho ai. Con kính mong ba và má hãy cố gắng bằng tất cả sức lực. Thôi nữa. Dạ dạ. Dạ, dạ, để giờ con nói tiếp. Dạ. Dạ, dạ, xin lỗi má, chồng con dài dòng quá, con ngắn gọn. Tại con lo cho con quá, bây giờ nói chung là tụi con đi xa không thể nhà chăm sóc cho ba má được. Thôi gì ba má. Thôi được rồi. Dạ, dạ, ba làm. Nói qua nói lại thì cũng chừng đó thôi. Dạ, dạ. Bây giờ tao nghe rồi. Dạ, dạ. Tao sẽ ở lại đây tao chăm sóc bả, vậy là con dạ, Quy. Dạ, con dạ. Cảm ơn ba. Còn bây giờ nè, ba nói mày nghe. Dạ. Mày nói chuyện nó dài dòng quá. Dạ. Nhưng mà ba thích cái tính cách của con. Dạ, cảm ơn. Từ cái ngày mày về làm rể nhà ba tới giờ chưa bao giờ ba tiếp xúc với mày thời gian dài, bởi vì công chuyện của con. Dạ. Con ở trên này, ba ở dưới quê. Dạ. Nhưng sẵn đây có má con ở đây, ba khen con. Dạ. Con là đứa đàn ông lịch thiệp. Dạ. Ăn nói là lịch sự. Dạ, tất cả đó là do má con dạy thôi. Ngoan ngoãn biết. Dạ. Bởi trước mặt má con. Dạ, dạ. Ba có lời khen má con. Dạ má, ba đã nói như vậy rồi. Sẵn nơi đây, Hài Nhi xin lại một lại. Mày làm luôn ba lại đi. Dạ,
Mày dạ, nói đó. Quá, từ từ cho tao nói. Tôi cảm ơn chị Xui. Dạ. Bây giờ tôi chỉ cần xác định một cái điều là cái tính cách của nó ngày hôm nay là do chị dạy nó đúng không? Dạ. Dạ, do má con hết. Cái đàng dạ. hoàng của nó là do chị dạy nó đúng không? Dạ, đúng rồi. Hình thành con người của nó ngày hôm nay là công sức của chị đúng không? Dạ, đúng rồi. À, cho ba xin lại hai cái vỏ. Má mày có dạy mày ăn cắp giặt không? Hai cái vỏ của tôi mà. À, dạ dạ dạ. Đâu có làm quá vậy được. À, dạ để con vô con lấy. Dạ xin dạ lỗi. Không không có. Má con vô con mình vô. Tại sao đưa mình lại dạy con mình ăn cắp vặt chứ? Dạ không có ba con rô. Chị đồng ý là chị dạy hết mà. Dạ không không có đâu má. Ba con vô con rố quá. Con vô con quên rồi. Dạ rồi con lấy rồi. Dạ thôi rồi. Cái gì? Dạ con lấy rồi. Thôi chị Sáu rủi rồi. Chị ơi. Dạ. Mà là coi như là rất là thương con. Dạ. Con mua cái chi cũng được. Mà không nổi thiệt nhưng mà con ơi. Răng thì cái giò này là giò cũng mà ăn mà con ơi. Giò vào túi ấy. Dạ. Giò đó của chị. Sao mà hẳn cầm ra đấy. Không, ủa chị... tôi tưởng là chị lo cho tụi nó. Có cái nào lúc nào rồi tụi nó. Rồi chị cũng ở bên cạnh tụi nó. Tôi tưởng là chị đi chung nên tôi kêu nó lấy vỏ cho chị. Cháu cơ. Dạ tại chị Sáu đưa á. Con ơi. Không biết. Dạ dạ. Mà không tiếc thứ chi nhưng mà làm rắn mà đột mà. Mà con mặc vừa. Mình anh có ý kiến. À bây giờ thôi mình đừng có lên lấy nó. Trễ giờ quá rồi. Anh đặt máy bay hết rồi. Bây giờ mình qua đó rồi mình lấy tài cạc rồi mình xài mình mua đồ hiệu mình sắm luôn. Ở nhà mình giàu mà. Nha. Dạ. Nhà mình giàu lo gì. Má anh cất cho má. Con cất cho má nha. Con ở nhà đi học đàng hoàng đừng bỏ học nha con. Dạ con biết rồi má. Thôi dạ. Má con đi. Chăm sóc bé con nha má. Con kính thưa má. Dạ thôi để con đi luôn. Dạ con đi luôn. Dạ con đi liền luôn ba. Được ơi. Lo thật Vinh cho má đi. Mày nói vậy mà có số má hơn tao. Chị ơi. Lo thật người đi lo thằng Vinh cho má. Mệt quá thì đi nó đi cho rồi đi. Có nó nhảm nhảm hoài. Đu theo rên rỉ thì chừng nào nó mới đi tới sân bay. Sao mà tự dưng là gia đình tôi lại vậy đi. Rộng đàng hoàng đạo đức có làm chi mà điều ác mà bây giờ lại coi như là ơi, con phải sao mà cháu phải sao bà. Trời ơi đang yên ẩm tự nhiên cái giông nào đó ập vô nhà tôi đi. Trời ơi. Trời ơi sao mà đau thương cái trời ơi. Ôi, cả cuộc đời tôi là có bao giờ mà làm cái chi mà ác bây giờ lại đau thương như rửa đi trời. Trời ơi là trời ơi. Vinh ơi là Vinh ơi. Cháu tôi trời ơi ghê. Trời ơi ghê. Ai làm gì bà ghê? Hả? Ghê. Chủ nhà người ta đang ngồi bà đẩy xe trái cây bà ập mặt người ta. Chứ ai làm gì bà ghê. À, không có ai mà nhảy vô mà hốt kiến tự bỏ người mình rồi tự phủi tự kêu nó cắn đau hết trơn. Làm gì ghê. Có thấy cũng được chứ có sao đâu. Bà làm gì quá vậy. Dù gì đi nữa tôi cũng dân nhà quê tôi cũng dân trồng trọt mà. Coi cũng coi bưởi coi cam chứ ai coi ba cái trái tắc nó làm gì. Tôi điên nè. Bây giờ vậy nè, tôi nói cho bà nghe, tôi đã hứa với con bà với con tôi là ở lại đây chăm sóc cho bà với con Vi. Chừng nào con bà nó về tôi về. Vậy thôi. Không cần nữa. Nhà này là của tôi. Tôi là chủ cái nhà này. Tôi là chủ cái gia trang này. Tôi là Huỳnh Liêu. Tôi không cần ai chăm sóc. Tôi không cần ai lo lắng. Tôi không cần ai lau chùi. Không cần tắm rửa. Tôi đây. Tôi vẫn đẹp rạng ngời.